Địa tâm vực không gian quy luật vững chắc, nhưng Huyền Cơ Nguyệt ước chừng có trăm gia cảnh nhất tầng thiên thực lực, muốn biến dạng hư không không hề coi là quá khó khăn. Mà ở địa tâm vực bên trong, Diệp Thần một kiếm chém chết, mắt xem liền muốn giết chết Tử Vi tươi ngon mọng nước. Luân hồi chi chủ, người người dám giết ta. Nhưng ngay vào lúc này, bầu trời vang lên một đạo vang vọng chấn nộ thanh âm. Rào, rào, rào. Kéo ra mảng lớn ánh sáng tím, ở trên trời khung cuồn cuộn tách thả ra, hóa thành ngàn vạn đóa thụy khí sầm uất, tung bay lên cao rơi xuống, vô cùng nguy nga. Đầy trời mưa hoa bên trong, một đạo duyên dáng sang trọng bóng người, như có muôn vàn tinh nguyệt vây quanh vậy, mang nắm giữ mệnh vận đại khí phách, hạ xuống xuống. Chính là Huyền Cơ Nguyệt. Huyền Cơ Nguyệt điểm ngón tay một cái, một đạo cực hạn ánh sáng tím nổ bắn ra ra, đánh vào Diệp Thần Long Uyên Thiên Kiếm trên, tại chỗ đem Diệp Thần đẩy lui. Huyền Cơ Nguyệt, là ngươi. Diệp Thần ngước nhìn bầu trời lên bóng người, một trái tim nhất thời chìm xuống, chỉ cảm thấy cầm kiếm tay, lại không nhịn được một trận rung động. Ung ung, luân hồi mệnh vận lần nữa gặp nhau, trời đều ở đây chấn động, nhật nguyệt thất sắc, tựa hồ cả thiên đạo đều bị rung chuyển. Ở Huyền Cơ Nguyệt sau lưng, Thiên Tâm Kiếm Điệp đám người bóng người, vậy đi theo nổi lên. Tất cả người thần sắc lạnh lùng, mang kiêng kỵ, nhìn chằm chằm Diệp Thần. Diệp Thần từ Huyền Cơ Nguyệt cùng trên người, bắt được tinh không cổ đạo hơi thở. Hiển nhiên, Huyền Cơ Nguyệt cũng là dọc theo tinh không cổ đạo tiến vào. Vậy tinh không cổ đạo, ban đầu Nhâm Phi Phàm tìm lúc đó, không biết hao phí bao nhiêu tâm huyết, nhưng Huyền Cơ Nguyệt là địa tâm vực huyền gia thánh nữ, đã sớm biết rồi con đường này, cho nên không lãng phí thời gian lúc nào. Trước đây Long Uyên Thiên Kiếm tranh đoạt chiến, Huyền Cơ Nguyệt tiêu hao thực không nhỏ, nhưng cái này hạ nàng hạ xuống, hơi thở cùng Tử Vi Ngân Hà câu thông đồng tình, lấy được Tử Vi Ngân Hà bồi bổ, linh khí điên cuồng khôi phục tăng vọt, mình mông uy nghiêm như thần minh, trên thân thể toát ra ánh sáng tím, so thái dương còn muốn huy hoàng, sáng chói được người không mở mắt ra được. Cung nghênh mệnh vận đứng đầu pháp giá. Tử Vi tươi ngon mọng nước thấy Huyền Cơ Nguyệt hạ xuống, cũng là vô cùng kích động, quỳ xuống hướng Huyền Cơ Nguyệt cúi chào. Luân hồi chi chủ, không nghĩ tới à, chúng ta lại có thể nhanh như vậy liền gặp mặt. Huyền Cơ Nguyệt khen ngợi một tiếng, thấy Diệp Thần trong tay Long Uyên Thiên Kiếm, lại có căm hận đố kỵ ý. Nếu như không phải là Diệp Thần cướp đoạt, cái này cầm Long Uyên Thiên Kiếm, đã sớm rơi vào trong tay nàng. Huyền Cơ Nguyệt, trước bị ngươi chạy, ta ngày hôm nay phải giết ngươi. Diệp Thần cắn răng, trong lòng ngay tức thì làm ra phán đoán, một kiếm chém điên cuồng ra. Huyền Cơ Nguyệt hơi thở đang không ngừng khôi phục tăng vọt, nhưng nàng thần La Thiên Kiếm còn không khôi phục, Diệp Thần đem hết toàn lực nói, vẫn là có cơ hội đem nàng chém chết. Dẫu sao, hôm nay Diệp Thần, cũng là không cùng trước kia, hắn đã luyện thành Cửu Thiên Thần Thuật. Minh tự quyết, Cửu Thiên phá toái đạo. Diệp Thần trong tay Thiên Kiếm, tóe ra cực hạn bể tan tành nghĩa sâu xa, tựa như có thể nghiền nát hết thảy, chưa từng có từ trước đến nay chém về phía Huyền Cơ Nguyệt hông. À, người kiếm hợp nhất, binh tự quyết. Huyền Cơ Nguyệt thấy vậy, ngược lại cũng khá là kinh ngạc. Thời khắc này Diệp Thần, đã luyện thành binh tự quyết, hơi thở cùng Long Uyên Thiên Kiếm hoàn toàn dung hợp, đã đạt tới người kiếm hợp nhất cảnh giới. Cửu Thiên Thần Thuật cảnh giới, vô cùng ảo diệu. Ví dụ như cái này binh tự quyết, không chỉ là luyện khí giết người, còn có thể tăng lên tự thân đối với binh khí pháp bảo nắm trong tay. Nói cách khác, luyện thành binh tự quyết sau đó, đối với binh khí pháp bảo nắm trong tay năng lực, sẽ có một cái chất bay vọt. Thí dụ như lúc này Diệp Thần, ung dung liền đạt tới người kiếm hợp nhất cảnh giới, thân tức là kiếm tức là thân, người như rồng, kiếm bừng bừng, một kiếm xuyên qua, thiên địa long dọn ra gầm thét, mưa gió cuốn lên. Phía dưới cuồn cuộn nước lũ bị kích thích, vô cùng nguy nga. Cho dù là Huyền Cơ Nguyệt, cũng không dám đón đỡ Diệp Thần một kiếm này. Nếu như ở bên ngoài, ta còn thật chưa chắc có thể trấn áp ngươi, nhưng nơi này là địa bàn ta, còn chưa tới phiên ngươi ngang ngược. Huyền Cơ Nguyệt vung tay lên, Tử Vi Ngân Hà nước chảy lao nhanh, hóa thành hàng tỷ cự long bay lên trời, còn quấn nàng toàn thân, hoàn toàn ngăn trở Diệp Thần kiếm. Diệp Thần kiếm thế, toàn bộ bị đón đỡ ở. Căn bản không tổn thương được Huyền Cơ Nguyệt. Ở nơi này phiến Tử Vi Ngân Hà, Huyền Cơ Nguyệt chiếm hết địa lợi ưu thế, tình thế đối với Diệp Thần vô cùng bất lợi. Thiên Hoàng Địa Lão, thay ta hộ pháp. Ở ngăn cản lui Diệp Thần sau đó, Huyền Cơ Nguyệt lập tức phân phó, tiêm vung tay lên,
một cái ảm đạm trường kiếm nổi lên, chính là thần La Thiên Kiếm. Tử Lạc Cửu Thiên, đúc lại thiên kiếm. Ngay sau đó, Huyền Cơ Nguyệt ngưỡng mặt thét dài, hai cánh tay hướng trời cao kình, tử vi ngân hà sôi trào, muôn vàn nước lũ cuốn ngược bầu trời, sau đó ùng ùng bạo rơi xuống, giống như đến từ cửu thiên thác nước. Cuồn cuộn nước lũ, hướng thần La Thiên Kiếm đánh tới. Mà ảm đạm thần La Thiên Kiếm, lấy được tử vi ngân hà bồi bổ, dần dần khôi phục linh khí, phát ra ông ông tiếng vang, thiên kiếm mũi nhọn đang không ngừng tách thả ra, như dục hỏa niết bàn phượng hoàng vậy. Diệp Thần thần sắc đại biến, Huyền Cơ Nguyệt cái này một tí, nói rõ là muốn dùng tử vi ngân hà linh khí, lần nữa khôi phục thần La Thiên Kiếm. Một khi thần La Thiên Kiếm phong mang khôi phục, Huyền Cơ Nguyệt lại dựa vào tử vi ngân hà địa mạch khí vận, phong thủy ưu thế, đủ để một kiếm giết chết Diệp Thần. Dẫu sao, nàng nhưng mà trăm gia cảnh cường giả, nếu như lại còn thiên kiếm địa lợi, vậy đơn giản là vô địch. Diệp Thần rất muốn ngăn cản Huyền Cơ Nguyệt, nhưng Thiên Tâm Kiếm Điệp, Địa Tàng Vô Kỵ, Lão Phật Kim Bằng ba người, gắt gao bảo vệ ở Huyền Cơ Nguyệt bên người, hắn căn bản không có động thủ cơ hội. Mượn tử vi ngân hà địa lợi ưu thế, Thiên Tâm Kiếm Điệp ba người đủ để miễn cưỡng đối kháng Diệp Thần, bảo đảm là Huyền Cơ Nguyệt tranh thủ được đầy đủ thời gian, khôi phục thần La Thiên Kiếm. Đại thế đi vậy. Diệp Thần một tiếng thở dài, đã biết hôm nay đại thế đã qua, mà Huyền Cơ Nguyệt khí thế đã thành, bại cục không thể vãn hồi. Trong chớp mắt, Diệp Thần sử dụng một cái hồ lô, là đan tiên hồ, bắt đầu điên cuồng thu thập tử vi ngân hà linh thủy. Đan này tiên hồ, bên trong đan tiên linh tử, đã toàn bộ tiêu hao hết, ít nhất phải trăm năm sau đó, mới khá lần nữa nổi lên, nhưng hồ lô bản thân, nhưng là cực tốt đồ đựng, dùng để trang thịnh tử vi linh thủy, có thể bảo đảm linh khí không tổn thương. Hàng loạt tử vi linh thủy, hướng Diệp Thần đan tiên hồ vọt tới. Hắn biết ngày hôm nay, mình tuyệt đối không địch lại Huyền Cơ Nguyệt, cho nên muốn ở trước khi đi, thu thập tử vi linh thủy, chiếm chút tiện nghi cũng tốt. Nếu như cái tiện nghi này không chiếm, sau này thì không có cơ hội. Bởi vì, Huyền Cơ Nguyệt tuyệt đối sẽ đem tử vi ngân hà, chế tạo thành nàng ở địa tâm vực đạo tràng, nơi này là nàng căn cơ, sau này người ngoài không thể nào lại bước vào. Luân hồi chi chủ, người muốn làm gì? Thiên Tâm Kiếm Điệp thấy Diệp Thần lại ăn cắp tử vi linh thủy, nhất thời kinh hãi. Nàng muốn ngăn cản, nhưng lại sợ rời đi Huyền Cơ Nguyệt bên người, sẽ phát sinh bất ngờ. Địa Tàng Vô Kỵ, Lão Phật Kim Bằng, tử vi tươi ngon mọng nước các người, thấy Diệp Thần động tác, cũng là ngạc nhiên. Xem Diệp Thần bộ dáng như vậy, hắn rõ ràng cho thấy không có lại chiến đấu ý, muốn mỏ một phiếu liền đi người. Huyền Cơ Nguyệt thấy một màn này, lại là nổi dóa, cả giận nói, luân hồi chi chủ, người lén lén lút lút làm gì? Diệp Thần cười một tiếng, thu thập đầy một hồ lô tử vi linh thủy, chừng ngàn cân nhiều, cười nói, Huyền Cơ Nguyệt, ngày hôm nay ngươi chiếm hết địa lợi, ta không đánh với ngươi, ngày khác lại dẫn dạy ngươi cao chiêu. Nói xong, Diệp Thần trực tiếp xoay người rời đi, nhưng là không có chút nào ham chiến. Ngươi, Huyền Cơ Nguyệt khí được thất khiếu bốc khói, nàng vốn đang kế hoạch, cùng thần La Thiên Kiếm sau khi khôi phục, cùng Diệp Thần quyết tử chiến một trận, cọ rửa nhục trước. Nào nghĩ tới Diệp Thần căn bản chẳng muốn cùng nàng đánh một trận. Loại cảm giác này, giống như đấm một cái vào liền trên bông vải, thiếu chút nữa khí được Huyền Cơ Nguyệt hộc máu. Mà ở Diệp Thần rời đi sau đó, thần La Thiên Kiếm cũng được công khôi phục. Ông ông ông, kiếm minh ngàn dặm, tiếng chấn chín cao. Thần La Thiên Kiếm toát ra trước đó chưa từng có mũi nhọn, lấy được tử vi ngân hà bồi bổ, thanh kiếm này sát phạt hơi thở, càng hơn trước kia. Huyền Cơ Nguyệt lần nữa chấp trưởng thần La Thiên Kiếm, một kiếm nơi tay, rất nhiều nhìn thiên hạ bằng nửa con mắt khí phách, nhưng Diệp Thần đã không có ở đây, nàng sát phạt coi như lợi hại hơn nữa, thì có ích lợi gì? Nữ hoàng, làm thế nào? Thiên Tâm Kiếm Điệp dè đặt hỏi. Vốn đang lấy là ngày hôm nay có thể quyết chiến rửa nhục, nào nghĩ tới Diệp Thần thấy tình thế không ổn, trực tiếp chạy. Huyền Cơ Nguyệt khí được cắn răng nghiến lợi, nói thằng nhóc kia hèn hạ vô sỉ. Muốn trộm ta nước tắm uống, vậy hãy để cho hắn trộm đi tốt lắm, dù sao sau này luôn có báo thù cơ hội. Thiên Tâm Kiếm Điệp ba người trố mắt nhìn nhau, ngày hôm nay không thể trả thù, thực đang đáng tiếc, nhưng nếu Huyền Cơ Nguyệt lần nữa chấp trưởng tử vi ngân hà, lại khôi phục thần La Thiên Kiếm, thật sự là một kiện thiên đại chuyện vui. Nữ hoàng, người trọng trưởng tử vi ngân hà, đáng ăn mừng. Lập tức Thiên Tâm Kiếm Điệp ba người, liền hướng Huyền Cơ Nguyệt chúc mừng.
Huyền Cơ Nguyệt khẽ gật đầu, nhẫn nại hạ nội tâm tức giận, suy tư sau này kế hoạch, xoay chuyển ánh mắt, nhìn về Tử Vi tươi ngon mọng nước, nói, ngươi là Tử Vi Ngân Hà tươi ngon mọng nước, ta cái đầu tiên tín đồ. Tử Vi tươi ngon mọng nước kích động nói, mệnh vận đứng đầu, ta là ngươi tín đồ. Ngươi là ta Huyền gia thánh nữ, đại biểu chư thiên chí cao. Huyền Cơ Nguyệt ngẩn ngơ, thấp giọng nói, Huyền gia thánh nữ, ta Huyền gia bị thánh đường xúc diệt, nhưng có hậu duệ sống sót. Tử Vi tươi ngon mọng nước một hồi ảm đạm, nói, Huyền gia dòng chánh huyết mạch, trừ thánh nữ đại nhân ngươi, những người khác toàn bộ bị xúc tuyệt. Dừng một chút, lại nói, nhưng Huyền gia dòng thứ, có không ít tộc nhân sống sót, có chừng 100.000 người, ta vì để tránh cho thánh đường đuổi giết, đã đem bọn họ toàn bộ đóng băng ở thêu mùa đông trong châu, chờ đợi thánh nữ đại nhân ngươi hạ xuống, liền có thể đem bọn họ toàn bộ thức tỉnh. Huyền Cơ Nguyệt nói, thêu mùa đông châu. Tử Vi tươi ngon mọng nước nói, đúng vậy, thêu mùa đông châu là 33 thiên thái thượng thần khí, thập đại thiên châu một trong, là ta năm đó Huyền gia lão tổ, Huyền Thiên Kiêu đại nhân ban thưởng pháp bảo, thánh nữ đại nhân ngươi còn nhớ không? Vừa nói, Tử Vi tươi ngon mọng nước sử dụng một hạt châu. Hạt châu này, như xương tuyết vậy thuần trắng trong suốt, mà ở hạt châu ngoài mặt, lại khắc có nhất trọng trọng cẩm tú vậy điêu khắc, vô cùng tinh xảo xinh đẹp, ti ti lũ lũ khí lạnh tràn ngập ra, lại để cho vùng lân cận Tử Vi nước sông cũng kết băng, có thể gặp khí lạnh nồng nặc. Viên này thiên châu, chính là thập đại thiên châu bên trong thêu mùa đông châu, là Huyền gia lão tổ Huyền Thiên Kiêu ban cho pháp bảo. Huyền gia lão tổ Huyền Thiên Kiêu, tôn hào Kiêu Vương Thiên Quân, chính là thập đại lão tổ một trong. Huyền Cơ Nguyệt nhìn hạt châu này, ngược lại là nhớ lại, năm đó nàng chạy nạn lúc đó, tu vi còn khá hơi yếu nhỏ, không cách nào chấp trưởng thiên châu, gia tộc liền đem hạt châu này, chôn ở Tử Vi Ngân Hà bên trong, giao cho tươi ngon mọng nước trông coi, kế hoạch cùng nàng trở về sau đó, liền để cho nàng trọng trưởng thiên châu. Huyền Cơ Nguyệt nhận lấy thêu mùa đông châu, cầm ở trong tay, chỉ cảm thấy khí lạnh từng cơn, tự thân linh khí lại cùng thêu mùa đông châu, sinh ra một chút vi diệu liên lạc. Viên này thêu mùa đông châu, tựa như thành thân thể nàng một phần chia, vậy không cần tận lực luyện hóa, trực tiếp chấp trưởng. Tử Vi tươi ngon mọng nước nói, thánh nữ đại nhân, chúng ta Huyền gia hậu duệ cũng đóng băng ở thêu mùa đông trong châu mặt, mời ngươi tháo ra phong ấn, trọng trấn ta Huyền gia huy hoàng. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu một cái, nói, được. Viên này thêu mùa đông châu, bên trong tự thành một khối đông tuyết thế giới, Huyền Cơ Nguyệt linh khí thúc dục, cùng thiên tâm kiếm điệp. Tử Vi tươi ngon mọng nước, địa tàng vô kỵ, lão Phật Kim bằng các người, trực tiếp tiến vào đông tuyết thế giới bên trong. Nhưng gặp thêu mùa đông châu bên trong thế giới, tuyết rơi nhiều phiêu bay, hàn sương múa lên, giữa trời đất một phiến thế giới tuyết phủ trắng xóa, vô cùng lộng lẫy. Mà ở trên mặt tuyết, nhưng là một bức đặc biệt nguy nga cảnh tượng. Từng cái người, tiếp nối thành tuyến, liên miên vô tận, nằm ở tuyết động thật dày bên trong, toàn bộ hai mắt nhắm chặt. Thuộc về ngủ say trong trạng thái. Chừng 100.000 người, liên miên gạt ra, bị đóng băng ngủ say, ở giữa trời đất gào thét gió tuyết nổi bật hạ, hiện ra sinh mạng tráng lệ, làm người ta rung động. Những người này, đều là Huyền gia hậu duệ. Tài quyết thánh đường thế lực quá lớn, mà Huyền gia thanh long cây trà, lại bất hạnh thất lạc, vì né tránh đuổi giết, gìn giữ Huyền gia huyết mạch, tất cả Huyền gia hậu duệ, 100.000 người ngủ say ở chỗ này, chờ đợi Huyền Cơ Nguyệt trọng lâm. Đem bọn họ hồi phục. Huyền Cơ Nguyệt nhìn cái này nguy nga hình ảnh, nội tâm một hồi chấn động. Thiên tâm kiếm điệp các người, vậy là có to lớn rung động bên trong. Tử Vi tươi ngon mọng nước nói, mời thánh nữ đại nhân hồi phục ta Huyền gia hậu duệ. Huyền Cơ Nguyệt nhẹ khẽ gật đầu, tiêm vung tay lên, một món ánh sáng tím bắn ra, bao phủ ở toàn bộ đông tuyết trong thế giới, mênh mông mệnh vận hơi thở ở cổn đáng. Ngủ say sinh linh. Ta lấy mệnh vận đứng đầu danh hiệu mệnh lệnh các ngươi, lập tức tỉnh lại, hướng ta cung phụng, tráng ta đạo thống. Huyền Cơ Nguyệt một tiếng ngâm sướng, vậy ánh sáng tím ảo ảo, rơi vào những cái kia ngủ say người trên thân thể. Hu hu hu, hô hô hô. Bạo gió thổi qua, rất nhiều ngủ say người trên mình tuyết động, dần dần hòa tan hết. Bọn họ từng cái mở mắt, lảo đảo lắc lư, từ dưới đất đứng lên. Thoáng qua tới giữa. Toàn trường 100.000 người toàn bộ hồi phục, bọn họ trong mắt mang mờ mịt thần sắc, nhưng khi thấy Huyền Cơ Nguyệt bóng người, tất cả mọi người đều bắt được nồng đậm nhân quả hơi thở. Mệnh vận trở về, Huyền Cơ Nguyệt trọng trưởng Huyền gia đạo thống, nàng chính là Huyền gia nắm giữ.
bái kiến mệnh vận thiên quân. Toàn trường Huyền gia bọn hậu duệ giật mình tỉnh lại, lập tức hướng Huyền Cơ Nguyệt quỳ bái, trong miệng gọi mệnh vận thiên quân. Giờ khắc này Huyền Cơ Nguyệt chính là Huyền gia tộc trưởng, nếu như nàng sau này phi thăng, tôn hào liền kêu mệnh vận thiên quân. Huyền Cơ Nguyệt nghe được mệnh vận thiên quân bốn chữ, trong lòng vui mừng, nhưng nghĩ tới mình chém ra 81, cuối cùng không phải trời quân tư, trong lòng lại một trận ngưng trọng. Chỉ hy vọng Tử Vi Ngân Hà có thể để cho ta có nặng chém gông xiềng cơ hội. Huyền Cơ Nguyệt trong lòng yên lặng tính toán, lúc này mang 100.000 cái Huyền gia tộc nhân, rời đi cái này phiến đông tuyết thế giới, trở lại bên ngoài. Từ nay về sau, Tử Vi Ngân Hà chính là ta Huyền gia tộc, chúng ta ở chỗ này thành lập đạo thống. Huyền Cơ Nguyệt phân phó, toàn trường Huyền gia tộc nhân cùng kêu lên đáp dạ, liền biểu hiện các bản lĩnh cao cường, bắt đầu ở Tử Vi Ngân Hà vùng lân cận, tu tạo cung điện, chế tạo đạo tràng, chuẩn bị đem nơi đây, xây dựng thành Huyền gia tộc. Tộc quan hệ đến khí vận căn cơ, phong thủy nhân quả, tự nhiên lơ là không được. Huyền Cơ Nguyệt lập tức lấy được 100.000 người cung phụng ngưỡng mộ, chỉ cảm thấy tự thân khí vận ở đột nhiên tăng mạnh. Cái gọi là người nhiều khí thịnh, người đông thế mạnh, người một nhiều, khí vận đã thức dậy, hiện tại Huyền Cơ Nguyệt có 100.000 người cung phụng, chỉ cần phát triển tiếp, vậy khí vận dĩ nhiên là ổn định leo lên. Như vậy bận rộn 3 ngày, ở đám người thần thông sửa đổi lại, Tử Vi Ngân Hà đã hoàn toàn lột xác, vậy Tử Vi núi bên trên, toát ra từng ngọn khoáng đạt cung điện kiến trúc, giống nhau là một cái cao cấp đạo tràng. Tử Vi Ngân Hà bị chia nhỏ thành hai nửa, một nửa là bên ngoài sông, cung cấp đệ tử bình thường tu luyện, một nửa kia chuyển hóa thành bên trong hồ, là chuyên cung Huyền Cơ Nguyệt phong thủy bảo địa. Huyền Cơ Nguyệt đúc một khối đá bia, phía trên có khắc Tử Vi bảo địa bốn chữ, trôi lơ lửng ở trên trời bên trong. Sau này Huyền gia tộc chính là kêu Tử Vi bảo địa. Ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Huyền Cơ Nguyệt chế tạo lần nữa liền Huyền gia đạo thống, bàng bạc hưng vượng khí tượng, truyền khắp toàn bộ địa tâm vực. Địa tâm vực các nơi, cũng có thể thấy bầu trời bên trong, mơ hồ có mây tía lững lờ, ánh sáng phi phàm, rõ ràng cho thấy có thế lực mới quật khởi. Đạo thống chế tạo thỏa đáng, Huyền Cơ Nguyệt lại cho đòi tới Thiên Tâm Kiếm Điệp, Địa Tàng Vô Kỵ, Lão Phật Kim Bằng, Tử Vi Tươi Ngon Mọng Nước bốn người, nói. Thiên Hoàng Địa Lão thiếu một người, Tươi Ngon Mọng Nước, người sau này đổi tên kêu Tử Hoang Linh Nữ, chính là Thiên Hoàng Địa Lão ở giữa hoang. Thiên Hoàng Địa Lão thiếu sót một người, cuối cùng đối với khí vận sẽ có ảnh hưởng, cho nên Huyền Cơ Nguyệt lần nữa an bài, để cho Tử Vi Tươi Ngon Mọng Nước gia nhập, ban tên cho Tử Hoang Linh Nữ, sau này nàng chính là A Hoang. Tử Hoang Linh Nữ quỳ xuống bái tạ, nói, đa tạ nữ hoàng ban tên cho. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu một cái, nói, rất tốt, ta Huyền gia đạo thống sơ hưng, còn có rất nhiều chuyện phải xử lý, các ngươi giúp ta thu xếp, ta cần xông lên chém gông xiềng, lại không thể bị tạp vụ triền thân. Thiên Hoàng Địa Lão bốn người kêu, ưng. Lập tức Huyền gia công việc, liền do Thiên Hoàng Địa Lão người quản lý, mà Huyền Cơ Nguyệt đi tới bên trong hồ bên trong, cởi xuống quần áo, lộ ra tuyệt đẹp trắng như tuyết thân thể, ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống, như mộng như ảo, ra lại không một chút tì vết nào, xem đẹp vô cùng. Nàng bước liên tục nhẹ nhàng, đi tới bên trong hồ, ngâm ở Tử Vi nước hồ bên trong, hơi nhắm mắt điều tức, chuẩn bị mượn Tử Vi Ngân Hà năng lượng, nặng chém gông xiềng. Mà nặng chém gông xiềng, cần trước phong ấn trăm gia cảnh tu vi, mình thay mình trong kinh mạch khóa, lại chém đoạn một lần, trong này thống khổ, so tự đoạn kinh mạch, từ xương bể cách còn muốn kịch liệt 100 lần, thế gian truyền thuyết có thể nặng chém gông xiềng thành công người, chỉ có Thái Thượng Thiên Vai Nữ một cái. Thái Thượng Thiên Nữ năm đó, chém ra số lượng 90 nói, đã là nghịch thiên dung mạo, nhưng nàng còn chưa hài lòng, cuối cùng nặng chém gông xiềng, chém ra số lượng đạt tới 96, so với trước kia, quá nhiều liền 6 đạo khảm, từ đây tu vi một đường tăng vọt, cuối cùng thành Thái Thượng truyền kỳ. Huyền Cơ Nguyệt không ngừng hô hấp điều tức, thôn nạp Tử Vi linh thủy hơi thở, tích góp ở trong đan điền, lại không có tùy tiện động thủ, bởi vì nặng chém gông xiềng nguy hiểm quá lớn, nàng cần càng nhiều hơn tích lũy. Đang tu luyện tới giữa, Tử Hoang Linh Nữ bỗng nhiên đi vào, cung kính trình lên một phong thư, nói. Thiên quân đại nhân, tài quyết chi chủ phát tới phi kiếm truyền thư. Lúc này Huyền Cơ Nguyệt, đã là Huyền gia tộc trưởng, cho nên Tử Hoang Linh Nữ gọi nàng là thiên quân, là tôn kính ý. Huyền Cơ Nguyệt trong lòng động một cái, nói, à, tài quyết chi chủ, hắn phát tới phi kiếm truyền thư, là muốn làm chi?
chẳng lẽ muốn hướng ta Huyền gia làm khó dễ sao? Huyền Cơ Nguyệt nhận lấy thư, nên cũng không dám lạnh nhạt, vội vàng mở ra. Tài quyết chi chủ uy thế cực thịnh, truyền thuyết tu vi đã đạt tới nửa bước thiên quân, chỉ kém cuối cùng nửa bước, liền có thể thuận lợi phi thăng, quả thực không phải chuyện đùa. Bất quá Huyền Cơ Nguyệt cũng nghe nói, tổ đường tin tức bị tiết lộ, tài quyết chi chủ có bị thái thượng Chu Diệt nguy hiểm, còn phải đối mặt ma tổ Vô Thiên trả thù, gần đây nhưng cũng không dám tùy tiện bại lộ, chẳng lẽ hắn lại phải mạo hiểm, công kích Huyền gia. Huyền Cơ Nguyệt nhìn kỹ thư, nhưng phát hiện tài quyết chi chủ, cũng không phải là khiêu chiến ý, lúc đầu lại muốn mời Huyền Cơ Nguyệt, đi thánh đường tổng đàn một chuyến, thương lượng hợp tác chuyện, chung nhau đối phó Diệp Thần. Lại muốn cùng ta hợp tác, đối phó luân hồi chi chủ. Huyền Cơ Nguyệt cười lạnh một tiếng, đem thư cháy thành cho tàn. Nàng rất rõ ràng tài quyết chi chủ ý, hiện tại thái thượng thế giới, đã biết tổ đường tình báo, địa tâm vực sau lưng có vô số cặp mắt nhìn chằm chằm, tài quyết chi chủ cực kỳ nguy hiểm. Hắn muốn đối kháng thái thượng uy hiếp, chỉ có thể là chém chết Diệp Thần, cướp lấy Diệp Thần luân hồi huyết mạch. Nếu như lấy được Diệp Thần luân hồi huyết mạch, vậy liền có thể chiếm đoạt quyền chủ động, vô luận là mình luyện hóa, vẫn là cầm đi làm thương lượng tiền đặt cuộc, đều có thiên đại chỗ tốt. Tử Hoang Linh Nữ nói, thiên quân đại nhân, tài quyết chi chủ lại có thể mời chúng ta hợp tác. Điều này sao có thể? Phải biết, Huyền gia cùng tài quyết chi chủ, có huyết hải thâm cừu, nàng nơi nào nghĩ đến hai bên lại có hợp tác cơ hội. Huyền Cơ Nguyệt khẽ mỉm cười, nói tiểu Linh Nhi, cõi đời này không có tuyệt đối đen trắng, bằng hữu kẻ địch chỉ là lập trường không cùng, chỉ có lợi ích mới là vĩnh hằng, nếu như lợi ích đầy đủ, coi như là huyết hải thâm cừu, cũng có thể hợp tác. Tử Hoang Linh Nữ không thông thế cố, có chút mờ mịt, nói, bữa trước quân đại nhân, người muốn cùng tài quyết chi chủ hợp tác sao? Huyền Cơ Nguyệt nói cũng không sao, các người đợi ta trở lại. Nói xong, Huyền Cơ Nguyệt từ hồ nước bên trong đi ra, phủ thêm quần áo, biến dạng hư không, chạy thẳng tới tài quyết thánh đường. Đi tới tài quyết thánh đường, Huyền Cơ Nguyệt liền thấy liên tiếp phiến cung điện nguy nga, khoáng đạt thở mạnh, so với nàng Huyền gia tộc, vậy cũng nguy nga nhiều. Nơi này, chính là tài quyết thánh đường đạo tràng. Ở vô tận cung điện bầu trời, lơ lửng một chiếc khổng lồ thiên thuyền, bữa trước thuyền, chính là trong truyền thuyết ngày tận thế phương thuyền, rất nhiều tín đồ, ở thờ phụng ngày tận thế phương thuyền, còn thật nhiều thủ phạm, không ngừng bị giải đến phương thuyền bên trên, chuẩn bị ở mười mấy ngày sau ngày lành tháng tốt, dùng bọn họ máu tươi, đi bồi bổ phương thuyền. Huyền Cơ Nguyệt đến một cái tới, thì có một cái ông cụ áo dài trắng ra nghênh tiếp, chính là đại trưởng lão Trần Vũ Kính. Lão phu Trần Vũ Kính, cung nghênh mệnh vận đứng đầu pháp giá. Trần Vũ Kính hướng Huyền Cơ Nguyệt chắp tay, giọng hơi mang theo vẻ lúng túng. Ba ngày trước, hắn còn cùng Huyền Cơ Nguyệt người tranh đấu, hiện tại nhưng muốn nói chuyện hợp tác. Huyền Cơ Nguyệt gật đầu một cái, nói, tài quyết chi chủ muốn nói chuyện gì. Trần Vũ Kính nói, mời mệnh vận đứng đầu cùng ta tới, thần chủ đại nhân đang bên trong điện chờ ngươi. Lập tức Trần Vũ Kính ở phía trước dẫn đường, mang Huyền Cơ Nguyệt bước vào tài quyết thánh đường, đi tới bên trong điện bên trong. Nhưng gặp một cái âm nhu nam tử, ngồi ngay ngắn ở một tấm thiên nga nhung cửa hàng trên ghế, vậy ngai vàng lại khảm nạm đầy châu báu, châu quang bảo khí ánh chiếu hạ, nam tử kia ra, lại có thể so Huyền Cơ Nguyệt còn muốn trắng như tuyết, hiện ra vô cùng yêu nghiệt khí chất, hơi có chút quỷ dị. Người này, tự nhiên chính là tài quyết chi chủ. Ở tài quyết chi chủ sau lưng, hầu hạ trước một cái tướng mạo anh tuấn nam tử, chính là tứ trưởng lão Trần Túy Nguyệt. Mệnh vận đứng đầu, người rốt cuộc đã tới sao? Người đến, ban chỗ ngồi. Tài quyết chi chủ một tiếng mệnh lệnh, thì có người bưng tới một tấm ngai vàng, đặt ở Huyền Cơ Nguyệt trước mặt. Huyền Cơ Nguyệt cũng không ngồi, chỉ là đứng, nói, tài quyết chi chủ, người kêu ta tới đây, là muốn nói chuyện gì? Nàng nhìn chăm chú tài quyết chi chủ, chỉ cảm thấy tài quyết chi chủ hơi thở, mang yếu ớt, rõ ràng bị thương. Trước đây ở Tiêu gia tổ địa, tài quyết chi chủ phân thân bị kiếm thần lão tổ phá hủy, máu tươi lớn dây dưa, bây giờ là 10 phần yếu ớt, nhưng ở Huyền Cơ Nguyệt trước mặt, hắn vậy duy trì uy nghiêm. Tài quyết chi chủ cười nói, mệnh vận đứng đầu pháp giá trở về, ta muốn gặp ngươi một lần mà thôi. Huyền Cơ Nguyệt lạnh lùng nói, hãy bớt nói nhảm đi, ngươi là muốn cùng ta cùng nhau, hợp tác đối phó luân hồi chi chủ. Tài quyết chi chủ nhẹ khẽ gật đầu, nói, đúng vậy, vậy luân hồi chi chủ có ba cây thiên kiếm nơi tay, hơn nữa luyện thành cửu thiên thần thuật,
khí thế thịnh, quả thực chấn động thước vạn cổ, chỉ có người ta liên thủ, phương có cơ hội đem Chu diệt. Huyền Cơ Nguyệt nói, ta rời đi địa tâm vực quá lâu, nhân quả không quá quen thuộc, người có kế hoạch gì? Tài quyết chi chủ ha ha cười một tiếng, nói, đối phó luân hồi chi chủ thứ nhân vật như vậy, tự nhiên không thể lỗ mãng, cần bố trí con mồi, ta biết hắn ở địa tâm vực có một cái hồng nhan chi kỷ, kêu huyết ngưng thiên, nếu như có thể bắt huyết ngưng thiên, có lẽ có thể cản tay luân hồi chi chủ. Huyền Cơ Nguyệt lạnh lùng nói, chơi con tin lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác trò lừa bịp sao? Ta không có hứng thú. Con tin lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, cái loại này trò lừa bịp, trước kia Hiên Viên Mặc Tà giết sư phụ đại hội dùng qua, Đế Thích Thiên Đồ sát thánh đại hội dùng qua, nhưng đều thất bại. Hiện tại, Huyền Cơ Nguyệt là bị cái hố ra bóng mờ, Diệp Thần khí vận quá mạnh mẽ thịnh, cái loại này lão chiêu thức không thể nào thương tổn tới hắn. Tài quyết chi chủ nói, à, người không thích sao? Huyền Cơ Nguyệt nói, trực tiếp một chút. Vậy huyết ngưng thiên ở nơi nào? Chúng ta ra tay đem nàng giết, động tĩnh nháo lớn một chút, cầm luân hồi chi chủ đưa ra là được. Tài quyết chi chủ cười nói, nghe nói mệnh vận đứng đầu ở bên ngoài, là thượng giới nữ hoàng, quả nhiên hảo khí phách. Tốt lắm, chúng ta liền giết vậy huyết ngưng thiên, ta đã điều tra rõ, nàng ở một cái kêu là kiếm thế trần đất địa phương, nơi đó cấm chế trùng trùng, người ngoài rất khó đi vào, nhưng nữ hoàng ngươi có bữa kiếm nơi tay. Đủ để phá vỡ cấm chế, muốn giết huyết ngưng thiên, dễ như trở bàn tay. Huyền Cơ Nguyệt nói, vậy ngươi đâu? Không cùng ta cùng đi. Tài quyết chi chủ lắc đầu một cái, nói, sau lưng có quá nhiều cặp mắt nhìn chằm chằm, ta không thể tùy tiện bại lộ, lần hành động này, đại trưởng lão, xin phiền ngươi phụ trợ nữ hoàng. Hướng Trần Vũ Kính nhìn một mắt. Trần Vũ Kính ngẩn ngơ, cũng không nghĩ tới tài quyết chi chủ, sẽ đem nhiệm vụ này giao cho mình. Cái này sau lưng, dính líu tới luân hồi chi chủ, nghĩ đến Diệp Thần hung mãnh bá đạo hình dáng, Trần Vũ Kính liền một hồi run run, không nhịn được sợ hãi. Tài quyết chi chủ nói, không cần như thế hốt hoảng, ta ban cho ngươi chân võ tạo đại bàng cờ, pháp bảo này ta đã dùng máu tươi rèn luyện qua, ngươi thật tốt cầm, đủ để tăng lên ngươi thực lực, ngươi cùng nữ hoàng liên thủ, nếu như vậy luân hồi chi chủ tới, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Vừa nói. Tài quyết chi chủ sử dụng một mặt cờ xí, toàn thân phơi bày màu sắc đen nhánh, có nhiều đóa mây đen điêu khắc, khá là lộng lẫy, cờ xí bên trong thậm chí còn tản mát ra tài quyết chi chủ một chút bổn mạng máu tươi hơi thở. Lúc đầu tài quyết chi chủ như vậy yếu ớt, trừ phân thân bị hủy diệt bên ngoài, cũng cùng rèn luyện chân võ tạo đại bàng cờ có liên quan. Cái này thật võ tạo đại bàng cờ, hắn tiêu hao máu tươi rèn luyện qua, uy lực đã thật to tăng lên. Trần Vũ Kính trong lòng vui mừng. Tiếp lấy chân võ tạo đại bàng cờ, nói, đa tạ thần chủ đại nhân ban thưởng. Tiên thiên năm phương cờ bên trong, cách mặt đất diễm quang cờ cùng thuần màu sắc vân giới cờ, rơi vào Diệp Thần trong tay, vậy thanh liên bảo sắc cờ, cũng bị Diệp Thần cướp đi đưa cho Mạc Hàn Hy. Còn có mậu mấy hạnh huỳnh kỳ, bị kiếm thần lão tổ phá hủy. Cuối cùng còn dư lại một mặt chân võ tạo đại bàng cờ, là tài quyết thánh đường sau cùng bảo cờ, tài quyết chi chủ chịu ban thưởng. Hiển nhiên là vô cùng coi trọng Trần Vũ Kính, ký thác kỳ vọng rất lớn. Tài quyết chi chủ nhìn Huyền Cơ Nguyệt, nói, như vậy, nữ hoàng, nhờ ngươi, chỉ cần xúc diệt kiếm thế trần và huyết ngưng thiên, đưa tới luân hồi chi chủ, hắn muốn đến cũng khó trốn ngươi mệnh vận thiên uy. Huyền Cơ Nguyệt nhẹ khẽ gật đầu, nói, đây là tự nhiên. Nàng đối với mình thực lực, có tuyệt đối tự tin, lần trước bị Diệp Thần chạy mất, lần này quyết chiến. Nàng vô luận như thế nào cũng sẽ không bỏ qua Diệp Thần. Tuy nói kiếm thế trần, cũng không phải là Huyền Cơ Nguyệt địa bàn, không có đất lợi khí vận có thể mượn dùng, nhưng có Trần Vũ Kính phối hợp, chiến cuộc muốn đến 10 phần chắc chín. Lập tức Huyền Cơ Nguyệt liền cùng Trần Vũ Kính, rời đi tài quyết thánh đường, chạy tới kiếm thế trần, chuẩn bị giết chết huyết ngưng thiên, đồng thời dẫn Diệp Thần ra tay. Mà lúc này Diệp Thần, đã sớm trở lại phong gia lưu ly bảo địa. Mượn dùng tử vi linh thủy, đang rèn luyện hoàng đế thần thụ. To lớn thân cây dưới, Diệp Thần ngồi xếp bằng, đan tiên hồ sử dụng, từng luồng tử vi linh thủy, không ngừng hướng hoàng đế thần thụ dòng nước chảy đi. Mà ở hoàng đế thần thụ trên đất, còn để rất nhiều thiên tài địa bảo, tế tự đồ dùng, đều là tăng lên thần thụ linh khí vật liệu. Mấu chốt nhất vật liệu, dĩ nhiên chính là vậy tử vi linh thủy. Phong U Ly, Phong U Nguyệt hai tỷ muội. Cung kính đứng ở Diệp Thần sau lưng, yên lặng nhìn chăm chú hắn. Diệp Thần thúc giục binh tự quyết,
sử dụng nhúng binh pháp, đem vậy rất nhiều thiên tài địa bảo, hòa lẫn tử vi linh thủy cùng nhau, không ngừng rèn luyện hoàng đế thần thụ. Minh tự quyết nhúng binh pháp, tên là thất tinh thối hỏa đạo, thi triển lúc có thất tinh đồ đằng ảo ảnh, có thể cùng trên trời bảy sao đồng tình, giao phó cho binh khí pháp bảo đại khí vận. Diệp thần thúc dục thất tinh thối hỏa đạo, lòng bàn tay có đạo hỏa bay lên, đem vậy các loại thiên tài địa bảo, còn có tử vi linh thủy linh khí, cũng bơm vào đến hoàng đế thần thụ bên trên. Từ tử vi ngân hà trở về đến hiện tại, Diệp thần đã rèn luyện 3 ngày, hiện tại đã sắp viên mãn. Vậy hoàng đế thần thụ, đạt được tử vi linh thủy rèn luyện bồi bổ, linh khí dần dần đổi được đậm đà, mạnh mẽ sức sống toát ra, từng luồng mậu thổ tinh khí, lại giống như gió gian lưu ly vậy cổn đáng, hội tụ thành sương mù, ở đúng phiến lưu ly bảo địa tràn ngập, vô cùng nguy nga. Ói! Diệp thần trong mắt đột nhiên sắc bén, lại phun ra một hơi tinh khí, vậy hoàng đế thần thụ, nhất thời ùng ùng chấn động, lá cây không ngừng chập chờn, linh khí hoàn toàn lớn mạnh, thậm chí có một đạo mậu thổ trùm tia sáng, nối thẳng chân trời, úy như vậy lộng lẫy. Ở lưu ly bảo địa bên ngoài, Mạc Hàn Hy, Hồng Hân các người, thấy vậy ngất trời mậu thổ trùm tia sáng, nhất thời chấn động ngạc nhiên mừng rỡ. Hiển nhiên, Diệp thần rèn luyện thành công, đã thuận lợi tăng lên hoàng đế thần thụ linh khí. Hoàng đế thần thụ linh khí tăng lên sau đó, liền có đầy đủ năng lực, đi chứa ba tộc người. Ba tộc người có đậu chỗ, liền có thể mưu đồ phản kích. Diệp thần nhìn hoàng đế thần thụ mạnh mẽ linh khí, khóe miệng cũng không khỏi gợi lên một nụ cười châm biếm, vô cùng hài lòng. Nhưng ba ngày rèn luyện, lại để cho Diệp thần có chút yếu ớt choáng váng đầu, thân thể lảo đảo lắc lư. Tôn chủ, không có sao chứ? Phong U Ly, Phong U Nguyệt hai tỷ muội thấy vậy, lập tức tới đây một trái một phải đỡ Diệp thần. Diệp thần bên trái là Ôn Hương Nguyễn Ngọc, bên phải cũng là Ôn Hương Nguyễn Ngọc, hai tỷ muội mềm nhũn thân thể dán vào trên người hắn, không biết là bởi vì nguyên nhân này, vẫn là bởi vì hắn thể chất hồi phục năng lực mạnh mẽ, tóm lại ở ngay lập tức, Diệp thần hơi thở khôi phục như cũ, tinh thần đại chấn. Ta không có sao, mau mở ra kết giới, mời ba tộc người đi vào. Diệp thần hít sâu một hơi, điều chỉnh xong trạng thái, nói. Hiện tại hoàng đế thần thụ khôi phục, có thể chịu đựng ba tộc người. Tôn chủ. Ly Nguyệt hai tỷ muội đi ra ngoài, mở ra kết giới, nghênh đón ba tộc người tiến vào. Mạc Hồng Lâm ba tộc người, rốt cuộc có thể tiến vào lưu ly bảo địa, đám người đều là đại hỷ. Mạc Hàn Hy, Hồng Hân Hồng Huyên, Lâm Thiên Tiêu các người, ở Ly Nguyệt hai tỷ muội dưới sự hướng dẫn, đi tới hoàng đế thần thụ hạ, hướng Diệp thần nói cảm ơn. Một hồi hàn huyên xong, Lâm Thiên Tiêu nhưng là có chút ngưng trọng hỏi, Diệp huynh đệ, người có phải hay không đi qua tử vi ngân hà? Huyền Cơ Nguyệt trọng trưởng đạo thống, thành lập đạo tràng, mây tía nhô lên ngàn vạn dặm, ba tộc người vậy dòm ngó thấy thiên cơ. Lâm Thiên Tiêu là phỏng đoán, Diệp thần đi qua tử vi ngân hà, cùng Huyền Cơ Nguyệt tranh đấu qua. Diệp thần cười một tiếng, nói phải đi qua, ta sợ tiết lộ thiên cơ, cũng sợ các ngươi lo lắng, cho nên không cùng các người nói. Lâm Thiên Tiêu thở dài nói, Diệp huynh đệ đại ân đại đức, ta Lâm gia thật không biết như thế nào hồi báo, nếu như không phải là ngươi, chúng ta Lâm gia sợ rằng liền chỗ nương thân cũng không có. Diệp thần nói, một cái nhấc tay thôi, không đáng nhắc đến, Phong gia là ta tuyệt đối có thể tin đồng minh, sau này các ngươi có cần gì, có thể cùng Ly Nguyệt hai tỷ muội nói. Vừa nói, Diệp thần nhìn Phong U Ly, Phong U Nguyệt một mắt. Tiếp trưởng Phong gia đạo thống, Diệp thần là không thể tùy tiện đáp ứng, nhưng ký kết đồng minh, đứng ở cùng trận tuyến, nhưng là có thể. Ly Nguyệt hai nữ nói, cần tuân tôn chủ phân phó, chúng ta sẽ hết sức hầu hạ ba tộc người. Lâm Thiên Tiêu, Mạc Hàn Hy, Hồng Hân các người ngẩn ngơ, Phong U Ly, Phong U Nguyệt cái này hai tỷ muội chính là Phong gia thánh nữ, trước đây một mực cự tuyệt đám người nhập cảnh. Địa vị hạng tôn sùng, nào nghĩ tới các nàng hiện tại, lại có thể như người làm vậy ngoan ngoãn, hết thảy đều nghe Diệp thần nói. Lâm Thiên Tiêu trong lòng rất là kỳ quái, cũng không biết Diệp thần dùng thủ đoạn gì, chẳng lẽ luân hồi chi chủ mị lực có lớn như vậy. Diệp thần thiếu nói, các ngươi khắp nơi đi dạo một chút, ta cần muốn về đi tu luyện. Diệp thần tu vi, ở còn thật cảnh tầng 2 thiên điểm giới hạn, còn kém một chút xíu, liền có thể đột phá tiến vào 3 tầng thiên. Hiện đang nắm giữ liền binh tự quyết, Diệp thần nghĩ tới một cái có thể được đột phá phương pháp. Binh tự quyết nhúng binh pháp, chính là vậy thất tinh thối hỏa đạo, trừ rèn luyện binh khí pháp bảo bên ngoài,
còn có thể rèn luyện tự thân. Nếu như thi triển thất tinh thối hỏa đạo, rèn luyện tự thân thân xác kinh mạch, Diệp Thần rất có thể đột phá điểm giới hạn, trực tiếp bước vào còn thật cảnh ba tầng thiên. Lập tức Diệp Thần trở lại trong gian phòng của mình, gọi ra bát quái lò luyện đan, đạo đạo cường đại đạo vận vần quanh, trong lò luyện đan rót đầy hoàng tuyền thánh thủy, chuẩn bị nấu sôi nước suối vàng, dùng để rèn luyện thân xác, hướng còn thật cảnh ba tầng thiên bước vào. Vù vù. Mà đang ở Diệp Thần chuẩn bị lúc tu luyện, trong cơ thể có một khối ngọc bội phát ra dị động. Đó là hắn cùng Huyết Ngưng Thiên tới giữa đưa tin ngọc bội. Huyết Ngưng Thiên gặp nguy hiểm. Diệp Thần con người có giúp một cái, nhưng cảm thấy ngọc bội bên trong, truyền tới hàng loạt nguy cơ hơi thở. Hiển nhiên, Huyết Ngưng Thiên thuộc về cực lớn nguy hiểm bên trong, hướng Diệp Thần cầu cứu. Ban đầu Huyết Kiếm Minh trước khi chết, xin nhờ qua Diệp Thần, muốn hắn bảo vệ Huyết Ngưng Thiên. Mà Diệp Thần, vậy tuyệt sẽ không để cho Huyết Ngưng Thiên xảy ra chuyện. Nhất định là Thánh Đường làm chuyện tốt, hoặc là chính là Huyền Cơ Nguyệt. Diệp Thần cắn răng, đã mơ hồ bắt được thiên cơ, lập tức đứng dậy rời đi Lưu Ly Bảo Địa, biến dạng hư không, hướng Kiếm Thế Trần chạy tới. Ở Huyết Kiếm Minh chết sau đó, Huyết Ngưng Thiên sứ mạng, chính là trấn thủ Kiếm Thế Trần, nàng ở Kiếm Thế Trần bế quan tu luyện, luyện hóa Huyết Kiếm Minh lưu lại đạo thống, Diệp Thần chỉ sợ nàng bị Tài Quyết Thánh Đường đánh giết. Dẫu sao, Huyết Ngưng Thiên sau lưng, còn có vậy tướng đế hậu ba cây kiếm nhân quả, vậy ba cây kiếm, cho dù là Tài Quyết Thánh Đường, vậy sẽ động tâm. Hư không biến dạng, Diệp Thần đi tới Kiếm Thế Trần ra, nhưng gặp ánh sáng tím đầy trời, bén kiếm khí không ngừng cổn đáng, hiển hiện ra vô cùng vĩ đại thở mạnh voi. Vậy đầy trời ánh sáng tím kiếm khí, chính tại công kích trước Kiếm Thế Trần đất cấm chế vòng bảo vệ. Kiếm Thế Trần đất vòng bảo vệ, phơi bầy màu u lam, giờ phút này không ngừng bị công kích, tung tóe ra xanh thấm chói lọi, cùng đầy trời ánh sáng tím hòa chung một chỗ, cảnh tượng do như mộng ảo vậy. Ở Kiếm Thế Trần ra, lơ lửng hai đạo cường đại bóng người. Hai đạo thân ảnh kia, chính là Huyền Cơ Nguyệt cùng Trần Vũ Kính. Huyền Cơ Nguyệt, Trần Vũ Kính, bọn họ làm sao sẽ đồng thời xuất hiện? Diệp Thần mặt liền biến sắc, lại cẩn thận suy diễn, nhất thời phát hiện sau lưng âm mưu. Lúc đầu, Huyền Cơ Nguyệt đã cùng Tài Quyết Thánh Đường hợp tác, đánh giết Huyết Ngưng Thiên, ngược lại không phải là vì cướp lấy tướng đế hậu ba kiếm, chỉ là vì dẫn Diệp Thần đi ra. Diệp Thần viễn xa thấy Huyền Cơ Nguyệt bóng người, chỉ cảm thấy tử khí đông lai, dâng trào mênh mông, khoáng đạt vô địch. Hiển nhiên, chấp trưởng Tử Vi Ngân Hà, xây lại Huyền gia đạo thống sau đó, Huyền Cơ Nguyệt là đột nhiên tăng mạnh, hơn nữa thần La Thiên Kiếm phong mang khôi phục, giờ phút này nàng sức chiến đấu, xa ở Diệp Thần bên trên. Nếu như Diệp Thần dùng hết luân hồi huyết mạch tiềm lực, cử động nữa dùng hoang ma, tai nạn, Long Uyên ba cây thiên kiếm, có lẽ có tư cách cùng Huyền Cơ Nguyệt quyết một thắng bại. Nhưng vấn đề là, Huyền Cơ Nguyệt bên người, còn có một cái Trần Vũ Kính. Trần Vũ Kính thân thể chung quanh, có một cán nho nhỏ cờ xí còn quấn, vậy cờ xí hôi vụ mông lung, có che khuất bầu trời hơi thở, chính là tiên thiên năm phương cờ bên trong chân võ tạo đại bàng cờ. Diệp Thần cảm giác được, vậy thật võ tạo đại bàng cờ, đã bị Tài Quyết chi chủ máu tươi rèn luyện qua. Nói cách khác, Trần Vũ Kính sau lưng có Tài Quyết chi chủ chống đỡ, thực lực cũng là lớn vào, hắn phụ trợ Huyền Cơ Nguyệt, chung nhau đối phó Diệp Thần mà nói, Diệp Thần cơ hồ không thể nào thắng. Bình bịch bịch, Huyền Cơ Nguyệt từng kiếm một phung chém, chém ở Kiếm Thế Trần đất trên vòng bảo vệ, khơi dậy ngàn tầng màu xanh ra trời sóng lửa, vô cùng là nguy nga. Mà vòng bảo hộ kia, ở nàng thiên kiếm chém hạ, cũng là không ngừng chấn động, thậm chí rạn nứt, rõ ràng cho thấy không chịu nổi gánh nặng. Nữ hoàng uy vũ, Trần Vũ Kính cao giọng ủng hộ, mặt đầy khen ngợi ý. Cái này Kiếm Thế Trần đất cấm chế vòng bảo vệ, vô cùng cường hãn, nếu như là hắn, đó là nửa điểm biện pháp cũng không có. Nhưng Huyền Cơ Nguyệt dựa vào thần La Thiên Kiếm mũi nhọn, nhưng là có thể đem vòng bảo vệ chảm phá. Huyền Cơ Nguyệt cười một tiếng, lại đột nhiên thu hồi thần La Thiên Kiếm, nhàn nhạt nói, trộm ta nước tắm tiểu tặc tới, trước hết giết hắn nói sau. Vừa nói, Huyền Cơ Nguyệt phục hồi tinh thần lại, đã phát hiện hư không ra Diệp Thần. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, rút ra sau lưng nặng nề Long Uyên Thiên Kiếm, hiện thân đi ra, nói, Huyền Cơ Nguyệt, không nghĩ tới ngươi lại cùng Tài Quyết chi chủ hợp tác. Trần Vũ Kính thấy Diệp Thần bóng người, tim co rúm một cái, không nhịn được đứng ở Huyền Cơ Nguyệt sau lưng, nội tâm tràn đầy kiêng kỵ sợ hãi.
Diệp Thần mang cho hắn tâm lý bóng mờ cùng uy áp, vẫn là quá lớn một chút, cho dù hiện tại chiếm hết thượng phong, hắn cũng không có can đảm liều lĩnh. Huyền Cơ Nguyệt nhưng là bình tĩnh hình dáng, nói, như vậy có cái gì, chỉ cần lợi ích đủ, ngươi và ta đều có thể hợp tác. Diệp Thần cắn răng, nói, đáng tiếc ngày đó ở Long Uyên di tích, không có thể giết chết ngươi. Huyền Cơ Nguyệt cười nói, ngươi giết không chết ta, chứng minh ta khí vận thâm hậu, ngày hôm nay ngươi dám đến, chính là tự tìm cái chết. Nói xong, Huyền Cơ Nguyệt cũng sẽ không nói nhảm, bỗng nhiên vung ra thần La Thiên Kiếm, đồng thời thi triển ra thiên phù đạo pháp, trên thân kiếm có một từng đạo cổ xưa phù văn tách thả ra, kiếm như cầu vòng sâu trời, phá không hướng Diệp Thần đánh tới. Một kiếm này, hiện ra hết trăm gia cảnh nhất tầng thiên cường giả thực lực. Diệp Thần con người hơi co rúm một cái, hắn có thể ung dung chém chết nửa bước trăm gia cảnh cường giả, nhưng đối mặt chân chính trăm gia cảnh cao thủ, nhưng là đặc biệt cố hết sức. Kém nửa bước, đó là khác biệt một trời. Huyền Cơ Nguyệt võ đạo gông xiềng, đã tháo ra, hơn nữa còn là mở ra 81 nói, mặc dù không coi là thiên quân tư, đó cũng là vô cùng cường hãn tồn tại, lại phối hợp thượng thần La Thiên Kiếm, còn có Tử Vi Ngân Hà khí vận, nàng đơn giản là vô địch. Diệp Thần chỉ cảm thấy hô hấp nghẹt thở, nếu như cưỡng ép tác chiến, tuyệt đối không chiếm được chỗ tốt. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần lắc người một cái, lại là hướng phía dưới kiếm thế trần phóng tới. Ừ, Huyền Cơ Nguyệt ngẩn ra, nhưng gặp Diệp Thần thân thể, không trở ngại chút nào xông vào kiếm thế trần trong ruộng đi, vậy cấm chế vòng bảo vệ, cũng không có làm tổn thương Diệp Thần. Diệp Thần cùng huyết ngưng thiên nhân quả cực sâu, cấm chế này sẽ không làm thương tổn hắn. Hắn có thể tự do ra vào. Hắn kế hoạch là cùng huyết ngưng thiên gặp mặt, tập hợp hai người lực, lại theo nhờ kiếm thế trần đất địa mạch khí vận, có lẽ có thể cùng Huyền Cơ Nguyệt, Trần Vũ Kính chống lại. Muốn cùng ngươi vậy tình nhân nhỏ cùng chết sao? Vậy ta liền thỏa mãn ngươi. Huyền Cơ Nguyệt thấy Diệp Thần tiến vào kiếm thế trần, đã đoán được hắn kế hoạch, nhưng nàng chút nào không hoảng hốt, trực tiếp sử dụng thêu mùa đông châu, từng luồng khủng bố nghiêm ngặt khí lạnh, lập tức tràn ngập ra. Ngàn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết phiêu. Huyền Cơ Nguyệt quát to một tiếng, trình độ cao nhất thúc dục thêu mùa đông châu, vô cùng khí lạnh bạo dũng đi xuống, xem nàng hình dáng, tựa hồ là muốn đem Diệp Thần cùng huyết ngưng thiên cùng nhau chết rét. Diệp Thần bước vào kiếm thế trần bên trong, lập tức bắt được huyết ngưng thiên hơi thở, sải bước đi về trước lao đi. Rất nhanh, Diệp Thần liền thấy được huyết ngưng thiên bóng người, ngồi xếp bằng ở một đoạn kiếm tản tới giữa. Nàng vốn là đang bế quan tu luyện, cảm ngộ huyết kiếm minh trước khi chết truyền xuống đạo thống, nhưng Huyền Cơ Nguyệt xuất hiện, lại để cho nàng cảm thấy vô cùng nguy cơ, cho nên kêu gọi Diệp Thần tới đây. Lúc này, huyết ngưng thiên mở mắt ra, thấy Diệp Thần tới thật, trong mắt mang mừng rỡ, áy náy, không biết làm sao vân. Vân thần sắc, đứng dậy, nói, Diệp Thần, người tới. Diệp Thần nói, ta tới, người không có sao chứ. Huyết ngưng thiên hôm nay thực lực chân chính, là nửa bước trăm gia cảnh, nếu như có thể hoàn toàn luyện hóa huyết kiếm minh còn để lại đạo thống, nàng có thể chảm phá gông xiềng, trở thành chân chính trăm gia cảnh cường giả. Xin lỗi, ta không nên phiền toái ngươi. Huyết ngưng thiên biểu thị áy náy. Diệp Thần nói, hiện tại đừng nói cái này, mau sớm nghĩ biện pháp đối địch. Bên ngoài, Huyền Cơ Nguyệt cùng Trần Vũ Kính mắt lom lom, thêu mùa đông châu thật cao trôi lơ lửng ở trên trời. Trần Vũ Kính cũng đem tự thân linh khí, bơm vào đến thêu mùa đông châu bên trong. Ở Huyền Cơ Nguyệt cùng Trần Vũ Kính linh khí bơm vào hạ, vậy thêu mùa đông châu khí lạnh, bùng nổ đến vô cùng khốc mãnh liệt bước, đóng băng ngàn dặm tuyết rơi, bạo gió gào thét, đặc biệt nguy nga. Rắc rắc sát, kiếm thế trần đất vòng bảo vệ, ở băng tuyết bao phủ hạ, vậy bắt đầu đóng băng, thậm chí kế cận văng tung tóe bể tan tành. Mà Diệp Thần cùng huyết ngưng thiên cũng cảm nhận được giá rét thấu xương, hai người thân thể không khỏi đến gần một ít, lẫn nhau mượn nhiệt độ cơ thể khu hàn. Huyết ngưng thiên nói, Huyền gia thánh nữ và Trần Vũ Kính thực lực quá mạnh mẽ, muốn chiến thắng bọn họ, trừ phi ta có thể chặt đứt gông xiềng, đột phá đến trăm gia cảnh. Diệp Thần trong lòng động một cái, nói, ngươi có thể đột phá. Huyết ngưng thiên nói, có thể, có hai cái biện pháp, đủ để cho ta đột phá. Diệp Thần nói, hai cái biện pháp. Huyết ngưng thiên gò má một đỏ, có chút lúng túng nhìn Diệp Thần một mắt, nói cái này một cái biện pháp, chính là. Hả, chính là. Diệp Thần nhìn nàng xấu hổ thần thái, cũng là một hồi lúng túng bừng tỉnh,
ho khan hai tiếng, nói, là muốn mượn ta luân hồi huyết mạch. Huyết Ngưng Thiên hít sâu một hơi, bộ ngực đầy đặn dồn dập phập phồng, đỏ mặt đến bên tai, nói, không. Không sai, nếu như ta có thể cùng ngươi huyết mạch hòa hợp, đủ để đột phá đến trăm gia cảnh. Diệp Thần luân hồi huyết mạch, là càng ngày càng lớn mạnh, hắn hiện tại liền là một khối trường sinh thịt, là phụ nữ cũng muốn cắn một cái, thí dụ như Tiêu Khinh Nhan, liền nhớ không quên muốn cùng hắn song tu. Huyết Ngưng Thiên cũng là nhìn thấu Diệp Thần huyết mạch mạnh mẽ, cũng có muốn song tu ý, nếu như có thể cùng luân hồi huyết mạch quan hệ vui vẻ, nàng đủ để nghịch thiên cải mệnh. Diệp Thần cười khổ một tí, nói, bên ngoài cường địch hạ xuống, ta coi như chịu cùng ngươi song tu, chỉ sợ vậy không còn kịp rồi. Kiếm thế trần đất vòng bảo vệ, tối đa chống đỡ thêm một nén hương thời gian, sẽ bị Huyền Cơ Nguyệt công phá. Ngắn ngủi một nén hương thời gian, Diệp Thần tự nhiên không kịp cùng Huyết Ngưng Thiên song tu. Huyết Ngưng Thiên thấy không ngừng bể vòng bảo vệ, vậy cảm thấy phương pháp này không thể được, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, lại khó hiểu có chút thất lạc, nói cái biện pháp này không được, vậy chỉ còn lại một biện pháp cuối cùng. Diệp Thần nói, biện pháp gì? Huyết Ngưng Thiên nói, ta thừa kế huyết kiếm minh tiền bối đạo thống, cần thời gian cảm ngộ luyện hóa, người giúp ta chỉ hoãn hai nén hương thời gian, ta lấy hồn phách là tế, đem luyện hóa, có lẽ có đột phá giết ngược cơ hội. Huyết kiếm minh truyền thừa đạo thống, vô cùng mạnh mẽ, Huyết Ngưng Thiên trong thời gian ngắn, cũng không khả năng hoàn toàn luyện hóa. Hiện tại tình thế khẩn cấp, nàng dự định lấy hồn phách là tế, tự mình hy sinh một bộ phận hồn phách năng lượng, cưỡng ép hấp thu luyện hóa, như vậy thì có thể đột phá nhanh chóng, từ đó giết ngược Huyền Cơ Nguyệt. Cách làm như vậy, sẽ đối với thần hồn tạo thành nghiêm trọng tổn thương, nhưng hiện tại sống chết trước mắt, cũng không đoái hoài được nhiều như vậy. Hai nén hương sao, tốt, ta có thể chống nổi. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, gật đầu đáp ứng. Huyết Ngưng Thiên trong lòng vui mừng, ngắm nhìn bốn phía, thấy gió tuyết càng ngày càng đậm hơn, nói, nơi này có chút lạnh, người có thể có biện pháp gì, có thể để tránh cho giá rét tập kích. Theo mùa đông châu khí lạnh, quả thực khủng bố, ở như vậy cực lạnh trong hoàn cảnh, Huyết Ngưng Thiên căn bản không cách nào an tâm đột phá. Diệp Thần trong lòng động một cái, sử dụng bát quái lò luyện đan, nói ta vì ngươi hộ pháp, ngươi vào đi tu luyện liền có thể. Bát quái lò luyện đan bên trong, còn có nấu sôi hoàng tuyền thánh thủy, hoàng tuyền thánh thủy bên trong, còn hàm chứa một chút thất tinh thối hỏa đạo đạo pháp năng lượng, Diệp Thần vốn là dự định mình tu luyện đột phá, bây giờ là nhường cho Huyết Ngưng Thiên sử dụng. Huyết Ngưng Thiên có vẻ cảm kích, nói, đa tạ. Lập tức, Huyết Ngưng Thiên cởi bỏ quần áo, đi vào bát quái lò luyện đan, ngâm ở hoàng tuyền thánh thủy bên trong, chỉ cảm thấy cả người ấm áp, cực lạnh xua tan, nàng liền an tâm lại, bắt đầu tiến hành sau cùng tu luyện đột phá. Hiện tại sống chết trước mắt, nàng cũng không đoái hoài được trai gái phân biệt, coi như trần thân phơi bày ở Diệp Thần trước mặt, vậy không sao. Diệp Thần thấy Huyết Ngưng Thiên trong suốt trắng như tuyết thân thể, tâm thần hơi rung động, nhưng chợt thu liễm nghĩ bậy, thuộc qua thân tới, nắm chặt Long Uyên trọng kiếm, bảo vệ Huyết Ngưng Thiên. Phịch, một nén hương thời gian sau đó, vậy cấm chế vòng bảo vệ, hoàn toàn bể tan thành. Diệp Thần sắc mặt trầm xuống, còn có cuối cùng một nén hương thời gian, hắn phải trèo trống. Lập tức Diệp Thần xách Long Uyên trọng kiếm, bay vút lên lên trời, trực diện Huyền Cơ Nguyệt cùng Trần Vũ Kính. Bốn phía bão tuyết cổn đáng, Huyền Cơ Nguyệt, Trần Vũ Kính hai người, vậy không thấy được Huyết Ngưng Thiên ở nơi nào, thấy chỉ có Diệp Thần một người đi lên, hai người không khỏi cười nhạt. Huyền Cơ Nguyệt nói, chỉ có một mình ngươi, há chẳng phải là tự tìm cái chết. Kêu ngươi vậy tình nhân nhỏ vậy đi ra đi, ta để cho các ngươi làm đối với khổ mệnh uyên ương. Diệp Thần hoành kiếm ở trước người, hờ hững nói, ta một người, cũng đủ rồi. Hắn làm ra tư thái phòng ngự, cũng không có cướp công, bởi vì hắn mục tiêu, là trì hoãn thời gian. Muốn trì hoãn thời gian sao? Chỉ sợ ngươi kéo không ở. Huyền Cơ Nguyệt thấy vậy, lập tức đoán được tất cả nhân quả, theo mùa đông châu vừa chuyển, thần La Thiên kiếm bạo giết ra, vô cùng lạnh lùng rét lạnh kiếm khí, như muốn đóng băng ngàn vạn giảm thế giới, ngang nhiên hướng Diệp Thần lướt đi. Minh tự quyết, hồng hoang tụ linh chân rõ ràng. Diệp Thần quát lên một tiếng lớn, bàn tay cách không một chảo, một đạo lỗ xoáy đen vậy khí tượng xuất hiện, đem Huyền Cơ Nguyệt minh mông mãnh liệt kiếm khí khí lạnh, toàn bộ hội tụ tới một chỗ, cũng nén thành một cái điểm nhỏ. Cửu thiên phá toái đạo. Hạ một sát,
Diệp Thần chính là lợi dụng bể binh pháp bên trong cửu thiên phá toái đạo, trực tiếp đem điều này điểm nhỏ, phân giải hồng bể thành hư không. Thật là thủ đoạn, không hổ là cửu thiên thần thuật. Huyền Cơ Nguyệt không nhịn được khen ngợi một tiếng, nàng đã sớm biết Diệp Thần nắm giữ cửu thiên thần thuật, lúc này chính mắt nhìn thấy, quả nhiên thần thông vô cùng, tạo hóa bất phàm. Diệp Thần hóa giải được Huyền Cơ Nguyệt thế công, cũng không cướp công, mà là lui về phía sau phòng thủ. Quả nhiên, vào lúc này, Trần Vũ Kính đột nhiên từ nghiêng gai bên trong giết ra, bàn tay một chụp, tầng tầng mậu thổ tinh khí, chính là cút trào ra, hóa thành từng đạo đồ sộ vách đá, đem Diệp Thần trùng trùng vây lại. Hoàng đế đồ sộ vách đá, chân võ che trời. Trần Vũ Kính một tiếng gầm thét, đồ sộ vách đá đại trận sau khi rơi xuống, lập tức sử dụng chân võ tạo đại bàng cờ, cờ xí lung lay thoáng một cái, liền lập tức có ngàn vạn nặng mây đen, cuồn cuộn che trời hạ xuống, thiên địa càn khôn, khắp nơi bên trong một phiến không rõ ràng. Cái này thật võ tạo đại bàng cờ, có mông lung càn khôn, che khuất bầu trời, điên đảo âm dương hiệu quả, một sử xuất ra, vô cùng mây đen che đỉnh, áp chế người hết thảy. Diệp Thần bị vô cùng mây đen bao phủ, chỉ cảm thấy hô hấp nghẹt thở, ngay tức thì cùng ngăn cách ngoại giới, một chút linh khí cũng cấp không lấy được. Thật may hắn là tư thái phòng ngự, sớm có chuẩn bị, mắt gặp hoàng đế đổ sộ vách đá cùng chân võ tạo đại bàng cờ bao phủ tới, Long Viêm thần mạch lập tức mở, một con rồng lửa bạo xông lên ra. Thất tinh Long Viêm chạm. Diệp Thần sách Long Uyên thiên kiếm, thân kiếm viêm long chiếm cứ, gầm thét kinh thiên, hung hăng một kiếm tròn chém. Đem vậy hoàng đế đổ sộ vách đá, toàn bộ chảm phá. Trên trời trùng trùng mây đen, ở Diệp Thần Long Viêm kiếm khí dưới sự xung kích, cũng là hoàn toàn tán loạn. Cái gì? Trần Vũ Kính thấy một màn này, nhất thời thất kinh. Hắn biết Diệp Thần cường hãn, nhưng không nghĩ tới cường hãn như vậy, mình một kích toàn lực, cứ như vậy ung dung bị hóa giải được. Trước hết giết ngươi nói sau. Diệp Thần ánh mắt bỗng nhiên ác liệt, trọng kiếm long ngâm chấn động. Mãnh liệt hướng Trần Vũ Kính đầu bổ tới. Trần Vũ Kính con người co rúc lại, chỉ cảm thấy Diệp Thần một kiếm này hung mãnh, thật là kêu người nghẹt thở, không cách nào ngăn cản. Mà đang ở Trần Vũ Kính nguy cơ sinh tử bên trong, một cái tay trắng thon thon, đột nhiên phá không tới, nhẹ nhàng bắt được Diệp Thần kiếm. Luân hồi chi chủ, ở ta trước mặt, người cũng dám phách lối. Người xuất thủ, dĩ nhiên là Huyền Cơ Nguyệt. Bàn tay nàng có ánh sáng tím vần quanh, lại có thể tay không bắt được Diệp Thần kiếm. Diệp Thần sắc mặt nhất thời đại biến, từ ngón này, là có thể nhìn ra Huyền Cơ Nguyệt lợi hại. Nàng chấp trưởng Tử Vi Ngân Hà, nặng hơn xây Huyền gia đạo thống sau đó, thực lực khí vận đã là đột nhiên tăng mạnh, tay không tiếp kiếm lại có thể không bị thương, đây là Diệp Thần không cách nào tưởng tượng sự việc. Diệp Thần vội vàng rút về Long Uyên Thiên Kiếm, liên tiếp lui về phía sau. Tử cực thiên hà chém. Huyền Cơ Nguyệt được thế không buông tha người, thần la thiên kiếm lăng không bay chém, vô cùng ánh sáng tím bùng nổ, giống như có một cái thiên hà hạ xuống, mang uy áp vũ trụ đại khí phách, hung hăng giết hướng Diệp Thần. Một kiếm này nàng vận dụng toàn lực, nói rõ là không lưu chỗ trống, sẽ không cho Diệp Thần bất kỳ trì hoãn thời gian cơ hội. Diệp Thần cắn răng, chuẩn bị vận dụng luân hồi huyết mạch chống lại, nhưng lúc này, hắn nhưng phát hiện cả người đóng băng. Huyết mạch lại có thể bị phong tỏa, khó mà vận dụng. Muốn cháy luân hồi huyết mạch, ta sẽ không cho ngươi cái này cơ hội. Huyền Cơ Nguyệt kiếm khí bừng bừng, tử cực thiên hà chém đã tới sát Diệp Thần trước mặt. Ở Huyền Cơ Nguyệt sau lưng, vậy thêu mùa đông châu ông ông tác hưởng, không ngừng chấn động, từng luồng nghiêm ngặt khí lạnh tràn ngập ra, chính là cổ hàn khí kia, bao phủ lại Diệp Thần huyết mạch, để cho hắn không cách nào cháy. Không tốt. Diệp Thần thần sắc biến đổi. Luân hồi huyết mạch mạnh mẽ, tự nhiên sẽ không bị đóng băng quá lâu, chỉ cần cho hai người họ cái hô hấp thời gian, liền có thể đột phá phong tỏa. Nhưng vấn đề là, Huyền Cơ Nguyệt Thiên Kiếm, đã giết trong chớp mắt tới, Diệp Thần căn bản không kịp đột phá phong tỏa. Thái Dương Tiên Hoàng chém. Nguy cấp bên trong, Diệp Thần hai cánh tay gân xanh nổi lên, lực lượng toàn bộ bơm vào đến Long Uyên Thiên Kiếm trên. Đúng cầm Long Uyên Thiên Kiếm. Bộc phát ra Thái Dương vậy huy hoàng sáng chói nóng rực kiếm khí, phảng phất có triệu viên Thái Dương đồng thời nổ, kiếm thế đặc biệt hừng hực, hung hăng cùng Huyền Cơ Nguyệt một kiếm đụng vào nhau. Hai kiếm giao phong, cục diện nhưng là một bên đổ. Huyền Cơ Nguyệt tử cực thiên hà chém, như dễ như bỡn vậy, đem Diệp Thần Thái Dương kiếm khí, toàn bộ nghiền nát chôn vùi. Hai người cảnh giới tu vi,
chênh lệch thực sự quá lớn, Diệp Thần ở trông cho mượn dùng luân hồi huyết mạch dưới trạng thái, căn bản không phải Huyền Cơ Nguyệt địch thủ. Phốc xích. Diệp Thần bị Tử Cực kiếm khí đánh vào, tại chỗ miệng phun máu tươi, thân thể như đạn đại bác vậy bị đánh bay, hung hăng rơi xuống đất, đập ra một cái hố sâu. Đối mặt Huyền Cơ Nguyệt cường hãn, hắn nhưng là lộ vẻ được không có sức. Chém ra 81, quả nhiên lợi hại. Một bên Trần Vũ Kính, không nhịn được sùng bái khen ngợi. Huyền Cơ Nguyệt có thể chảm phá 81 đạo gông xiềng, nơi phóng thích ra tiềm lực, chỉ có thể dùng đáng sợ hai chữ hình dạng, mặc dù không phải là thiên quân tư, nhưng đã sắp đến gần thiên quân, có thể nói là nhân gian vô địch, hoành đẩy trần thế. Hừ, Huyền Cơ Nguyệt nghe được Trần Vũ Kính cái này tán thưởng, nhưng giác có chút chói tai, chém ra 81, hoành đẩy trần thế, thì có ích lợi gì, không phải trời quân tư, cuối cùng không thể nghịch thiên cải mệnh. Trong lòng nín một đoàn lửa, Huyền Cơ Nguyệt chỉ muốn cầm Diệp Thần hả giận, lăng không phi hàng đi xuống, muốn một kiếm giết chết Diệp Thần. Diệp Thần bị đánh rơi xuống đất, cả người trọng thương, đã là thoi thóp, mắt gặp Huyền Cơ Nguyệt bóng người hạ xuống, nhưng thì không cách nào lại đối kháng. Chết đi cho ta. Huyền Cơ Nguyệt hung hăng một kiếm, đâm về phía Diệp Thần tim. Dừng tay. Nhưng ngay vào lúc này, lại nghe ầm đích một tiếng, tựa hồ là cái gì lò luyện đan nổ, sau đó một đạo tuyệt đẹp bóng người, phá không bạo cướp tới, trong tay một kiếm vung ra, chặn lại Huyền Cơ Nguyệt kiếm, cứu Diệp Thần tánh mạng. Huyết ngưng thiên, ngươi, chăm gia cảnh. Huyền Cơ Nguyệt dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, bị đẩy lui ba bước, nhưng gặp một đạo tuyệt đẹp xinh xắn bóng người, xuất hiện ở nàng trước mặt. Thân ảnh này, chính là Huyết ngưng thiên. Huyết ngưng thiên xích thân thể, một chút không, cả người tràn ngập một cổ đậm đà xương trắng, đem thân thể yếu hại chỗ che đỡ, nhưng vẫn có mảng lớn da thịt trắng như tuyết lộ ra, ở đầy trời gió tuyết nổi bật hạ, tựa như là tiên tử vậy, lộ vẻ được phong tư thướt tha, vô cùng tuyệt đẹp. Đáng sợ hơn, là Huyết ngưng thiên hơi thở, đã đạt đến trăm gia cảnh nhất tầng thiên. Cuồn cuộn sấm sét thiên âm, ở Huyết ngưng thiên đỉnh đầu chấn động, một phiến thụy khí phồn hoa tách thả ra, chư thiên có đại lộ đồng tình, tiên Phật ngâm sướng, khí tượng vô cùng khoáng đạt bàng bạc. Đó là thuộc về chân chính trăm gia cảnh cường giả khí tượng. Giờ khắc này Huyết ngưng thiên, đã thành công bước vào trăm gia cảnh nhất tầng thiên. Huyết ngưng thiên vội vàng ôm lấy Diệp Thần, cúi đầu tại Diệp Thần trên môi thật sâu vừa hôn, đem mình trăm gia cảnh linh khí, độ đi qua. Diệp Thần chỉ cảm thấy một hồi ôn hương nhuyễn ngọc, trong miệng lại là một hồi ướt át cùng ấm áp, mở mắt vừa thấy được Huyết ngưng thiên gương mặt, chỉ lấy là thân trong mộng. Không có sao chứ. Huyết ngưng thiên ôm trước Diệp Thần, thanh âm mang ân cần, vẻ cảm kích. Diệp Thần lấy được Huyết ngưng thiên linh khí bồi bổ, tự thân thể chất hồi phục năng lực, lại cực kỳ cường hãn, lập tức khôi phục tinh thần, bát quái thiên đan thuật một vận chuyển, liền thương thế vậy phục hồi như cũ. Ngươi đột phá. Diệp Thần kinh ngạc nhìn Huyết ngưng thiên, chỉ cảm thấy Huyết ngưng thiên hơi thở, đã đạt đến trăm gia cảnh nhất tầng thiên, chém ra số lượng, ước chừng ở 72 nói. Chém ra 72, mặc dù xa xa không cách nào cùng Huyền Cơ Nguyệt so sánh, nhưng ở trần thế bên trong, cũng coi là thiên phú nhất lưu tồn tại. Giờ khắc này Huyết ngưng thiên, hơi thở đã hoàn toàn mạnh mẽ, vô cùng hung hãn. Huyết ngưng thiên gật đầu một cái, nói ừ, ta đã đột phá, đa tạ ngươi Hoàng Tuyền Thánh Thủy. Đến lúc này, Diệp Thần kiên trì còn không có một nén nhang thời gian, nhưng Huyết ngưng thiên là trước thời hạn đột phá. Bởi vì, Diệp Thần bát quái lò luyện đan, Hoàng Tuyền Thánh Thủy, thất tinh thối hỏa đạo, cũng tăng nhanh đột phá tốc độ. Đáng chết, lại tấn thăng trăm gia cảnh, cho ta chết. Huyền Cơ Nguyệt một hồi tức giận, huy động thần La Thiên Kiếm, đột nhiên hướng Huyết ngưng thiên chém tới. Hiện tại Huyết ngưng thiên mới vừa đột phá, căn cơ còn không vững chắc, chính là Huyền Cơ Nguyệt thời cơ xuất thủ. Hơn nữa, Huyền Cơ Nguyệt cảm giác được, Huyết ngưng thiên thần hồn, tinh khí tiêu hao vô cùng nghiêm trọng. Hiển nhiên, Huyết ngưng thiên vì đột phá nhanh chóng, là lấy thần hồn là tế, thần hồn tiêu hao quá nghiêm trọng, hiện tại nàng không thích hợp động võ, cần nghỉ ngơi. Nếu như cưỡng ép tác chiến, rất có thể cắn trả tự thân, trực tiếp toi mạng chết. Huyền Cơ Nguyệt một kiếm này, chính là muốn ép Huyết ngưng thiên chiến đấu. Huyết ngưng thiên hàm răng cắn môi đỏ mọng một cái, nhưng là mang vẻ ngưng trọng, vội vàng kéo Diệp Thần, rút người ra bay ngược, né tránh Huyền Cơ Nguyệt sát chiêu.
ta mới vừa đột phá, căn cơ bất ổn, thần hồn yếu ớt, không thích hợp kịch liệt động thủ, chúng ta phòng thủ làm chủ. Huyết Ngưng Thiên kéo Diệp Thần, lui đến một nơi trận pháp chi địa. Trận pháp này, là kiếm thế trần đất hạch tâm đại trận. Diệp Thần gật đầu một cái, vậy nhìn thấu Huyết Ngưng Thiên trạng thái không ổn. Kiếm chi thế giới, vạn kiếm đại trận, mở. Huyết Ngưng Thiên sử dụng một khối màu đen ngọc bội, chính là Huyết Kiếm Minh giao cho nàng khối ngọc bội kia, thừa tái kiếm thế trần đất nhân quả. Ở Huyết Ngưng Thiên linh khí bơm vào hạ, màu đen kia ngọc bội ông ông tác hưởng, không ngừng chấn động, mà nàng dưới chân hạch tâm đại trận, cũng là ngay tức thì mở. Suy suy suy, nhưng gặp ngàn vạn đạo kiếm khí, bỗng nhiên từ đại trận bên trong liều chết xung phong ra, đầy trời hội tụ bay vút lên, bao phủ bốn phía, hóa thành một cái vô cùng khổng lồ bảo vệ kiếm trận. Cái này bảo vệ kiếm trận, vững vàng đem Diệp Thần cùng Huyết Ngưng Thiên bọc lại. Diệp Thần vậy thả ra tự thân linh khí, bơm vào đến kiếm trận bên trong, tăng lên kiếm trận phòng vệ năng lực. Cái này vạn kiếm đại trận, cùng kiếm thế trần địa mạch tương liên, phong thủy lưu chuyển, ngàn năm không ngừng, có này đại trận bảo vệ, phòng thủ kiên cố, tạm thời là an toàn. Thấy kiếm trận tạo thành, Huyết Ngưng Thiên thở phào nhẹ nhõm, liền ngồi xếp bằng xuống, yên lặng điều tức, vững chắc căn cơ, tu bổ bị tổn thương thần hồn. Diệp Thần cẩn thận cảm ứng, phát hiện cái này vạn kiếm đại trận, quả nhiên cùng địa mạch khí vận liên thông, chỉ cần phong thủy không tiêu tan, lưu chuyển ngàn năm cũng sẽ không tan vỡ, có thể kéo dài rất lâu thời gian. Có cái này đại trận bảo vệ, Diệp Thần và Huyết Ngưng Thiên, đều là tạm thời an toàn. Huyền Cơ Nguyệt cùng Trần Vũ Kính, đi tới vạn kiếm đại trận trước, hai người thử nghiệm công kích kiếm trận, nhưng phát hiện kiếm trận vô cùng vững chắc, có địa mạch khí vận gia trì, lại có thể không thể công phá. Thậm chí, tiến công dưới, còn dẫn phát kiếm trận phản kích, có đạo đạo kiếm khí chém chết ra. Đáng chết, các ngươi còn muốn làm con rùa đen rút đầu. Huyền Cơ Nguyệt cắn răng, có vẻ giận. Nếu như chính diện tỉ thí, nàng có tuyệt đối chắc chắn, có thể giết chết Huyết Ngưng Thiên. Nhưng hiện tại, Huyết Ngưng Thiên căn bản không có tác chiến dự định, chỉ muốn phòng thủ. Mà Huyết Ngưng Thiên, cũng là trăm gia cảnh nhất tầng thiên cao thủ, coi như võ đạo căn cơ kém hơn Huyền Cơ Nguyệt, nhưng nàng muốn phòng thủ, Huyền Cơ Nguyệt trong thời gian ngắn, cũng không cách nào công phá. Trần Vũ Kính sắc mặt trầm xuống, nói, nữ hoàng, làm thế nào? Huyền Cơ Nguyệt xoay chuyển ánh mắt, thấy Trần Vũ Kính trong tay chân võ tạo đại bàng cờ, nói, ngươi pháp bảo này cho ta. Trần Vũ Kính sửng sốt một chút, lui về phía sau một bước, nói cái này. Pháp bảo này mang theo thần chủ đại nhân máu tươi, ta không thể tùy tiện cho ngươi. Cái này thật võ tạo đại bàng cờ, mang theo tài quyết chi chủ máu tươi, 10 phần quý giá, Trần Vũ Kính còn dự định ở sau khi chiến đấu kết thúc, đem cái cờ này xí vẫn còn cho tài quyết chi chủ. Như vậy thứ nhất, tài quyết chi chủ lần nữa thu hồi máu tươi, cũng có thể khôi phục hơi thở. Hiện tại Huyền Cơ Nguyệt đòi, rõ ràng có trọng đại mưu đồ. Huyền Cơ Nguyệt sắc mặt trầm xuống, nói, tài quyết chi chủ nói qua, kêu ngươi toàn lực phụ trợ ta, chẳng lẽ ngươi muốn kháng mệnh. Vừa nói, Huyền Cơ Nguyệt giơ lên thần La Thiên Kiếm, một bộ đằng đằng sát khí hình dáng, xem nàng tư thái, tựa hồ Trần Vũ Kính muốn kháng mệnh mà nói, nàng thì phải trực tiếp ra tay. Trần Vũ Kính rợn cả tóc gáy, cũng không dám đắc tội Huyền Cơ Nguyệt, lại bỏ không được đưa ra chân võ tạo đại bàng cờ, trong chốc lát tiến thối lưỡng nan. Cầm tới cho ta. Huyền Cơ Nguyệt quát lên một tiếng lớn, nhưng là trực tiếp ra tay cướp đoạt, đem chân võ tạo đại bàng cờ đoạt vào tay. Trần Vũ Kính sắc mặt đại biến, cắn răng, nhưng cũng không dám ngăn cản. Nhưng gặp Huyền Cơ Nguyệt nheo mắt lại, bàn tay toát ra một đoàn ánh sáng tím, ngưng luyện thành ngọn lửa. Đem vậy thật võ tạo đại bàng cờ bọc lại. Ở nàng tử vi ngọn lửa cháy hạ, vậy thật võ tạo đại bàng cờ toát ra khói xanh, đang không ngừng hòa tan, ẩn chứa ở bên trong cân nhắc quyết định máu tươi, cũng bị chui luyện liền đi ra. Tài quyết chi chủ, muốn giết chết luân hồi chi chủ, là phải bỏ ra điểm hy sinh, ngươi cùng đừng trách ta. Huyền Cơ Nguyệt một tiếng cười khẽ, bỗng nhiên thúc sục thêu mùa đông châu, đem giọt kia cân nhắc quyết định máu tươi hấp thu. Còn có chân võ tạo đại bàng cờ, vậy hoàn toàn hòa tan thành linh khí, cũng bị thêu mùa đông châu hấp thu. Oanh! Thêu mùa đông châu hấp thu được năng lượng bàng bạc, ngay tức thì toát ra ngàn vạn trượng huyết quang, hơi thở điên cuồng tăng vọt, giữa trời đất bay lên lông ngỗng tuyết rơi nhiều, vậy hoa tuyết trong suốt lại có thể lộ ra một chút máu đỏ tươi mang,
lộ vẻ được vô cùng quỷ dị. Bầu trời bên trong, đầy trời gió tuyết phiêu vũ, trong tầng mây có cuồn cuộn tiếng ngâm sướng vang lên, từng mảnh thánh đường cung điện như ẩn như hiện, hiện ra vô cùng thần thánh chói lọi. Cắn nuốt tài quyết chi chủ máu tươi, Huyền Cơ Nguyệt giống như chấp trưởng cân nhắc quyết định thiên uy, hơi thở lập tức đột nhiên tăng mạnh. Mà thấy Huyền Cơ Nguyệt tăng vọt hơi thở, Trần Vũ Kính nội tâm nhưng là giọt máu, bởi vì hắn biết, Huyền Cơ Nguyệt cường đại sau lưng, là tài quyết chi chủ hy sinh. Tài quyết thánh đường bên trong, bởi vì máu tươi đột nhiên bị cắn nuốt hết, tài quyết chi chủ phốc xích một tiếng, trực tiếp hộc máu, nguyên bản thân thể hư nhược, đổi được càng là yếu ớt. Huyền Cơ Nguyệt, thật là ác độc thủ đoạn, chỉ hy vọng ngươi thật có thể giết chết luân hồi chi chủ, nếu không ta tất không tha cho ngươi. Tài quyết chi chủ trong mắt khí lạnh dày đặc, đã nhận ra được Huyền Cơ Nguyệt thủ đoạn, là nuốt hết máu tươi của hắn. Hắn tổn thất thảm trọng. Nếu như có thể giết chết Diệp Thần mà nói, tổn thất này, tự nhiên vậy có thể tiếp thụ. Nhưng vạn nhất, Huyền Cơ Nguyệt thất bại, hậu quả kia thật là thiết tưởng không chịu nổi, tổn thất quá lớn, khó mà vãn hồi. Kiếm Thế Trần bên trong, Huyền Cơ Nguyệt hấp thu tài quyết chi chủ máu tươi, theo mùa đông châu toát ra trước đó chưa từng có đáng sợ ánh sáng. Tia sáng này, trắng như tuyết bên trong lộ ra đỏ thắm, mang theo vô thượng cân nhắc quyết định uy nghiêm. Một cái đứng sừng sững vô số thánh đường cung điện cẩm tú đông tuyết thế giới, sản sinh ra tới, từ trên trời hạ xuống vẫn thạch vậy, hướng phía dưới kiếm trận oanh đập đi. Diệp Thần cùng Huyết Ngưng Thiên, ở kiếm trận bên trong, nguyên vốn cho là phòng thủ kiên cố, nhưng nào nghĩ tới Huyền Cơ Nguyệt còn có thủ đoạn này. Không tốt! Diệp Thần nhìn vậy trấn áp xuống thánh đường đông tuyết thế giới, sắc mặt không khỏi đại biến. Giờ khắc này, phảng phất là tài quyết chi chủ đích thân tới. Cùng Huyền Cơ Nguyệt liên thủ, hai người một kích toàn lực, kinh khủng bực nào, đơn giản là không cách nào chống lại. Huyết Ngưng Thiên cũng là thần sắc biến đổi, chỉ cảm thấy vô cùng áp lực. Nàng cái kiếm trận này, lực phòng ngự tuy mạnh, nhưng cũng không thể có thể đối phó Huyền Cơ Nguyệt cùng tài quyết chi chủ liên thủ. Chẳng lẽ, chúng ta ngày hôm nay thật phải chết ở chỗ này? Huyết Ngưng Thiên nhất thời bi thương cười một tiếng, nhìn vậy không đoạn ép tới gần thánh đường đông tuyết thế giới. Chỉ cảm thấy ngày tận thế buông xuống, căn bản không phải bất kỳ lực lượng có thể ngăn cản. Diệp Thần cắn răng, sống chết trước mắt, nắm Huyết Ngưng Thiên tay, nói, mượn nữa ta một hơi trăm ra chân khí. Huyết Ngưng Thiên nhìn Diệp Thần rõ vẻ mặt, nội tâm động một cái, chẳng lẽ nói, Diệp Thần còn có biện pháp đối kháng. Huyền Cơ Nguyệt cùng tài quyết chi chủ liên thủ, uy thế hạng bàng bạc, coi như luân hồi huyết mạch, cũng không thể sáng tạo kỳ tích chứ. Nhưng lúc này, nàng cũng chỉ có thể tin tưởng Diệp Thần. Lập tức Huyết Ngưng Thiên ôm Diệp Thần cổ, cái miệng anh đào nhỏ nhắn lần nữa hôn Diệp Thần, đem một hơi linh khí độ đi qua. Diệp Thần đạt được Huyết Ngưng Thiên linh khí bồi bổ, ánh mắt đột nhiên ác liệt, luân hồi huyết mạch hoàn toàn bốc cháy, trong cơ thể phảng phất có núi lửa bộc phát vậy, lập tức nổ lên hung mãnh hơi thở. Ở nơi này cổ hơi thở chấn nhiếp, Huyết Ngưng Thiên ai yêu một tiếng, không khỏi sau lui ra. Xoát xoát xoát. Từng cục luân hồi huyền bi, từ Diệp Thần trong cơ thể bay ra, còn quấn hắn quanh thân xoay tròn. Hồng Mông Tinh Không, Luân Hồi Thiên Quốc, mở. Diệp Thần quát to một tiếng, luân hồi huyết mạch cháy đến mức tận cùng, một cái hào hùng thiên đường, bỗng nhiên từ trong hư không sản sinh ra tới, cũng hung hãn đi lên liều chết xung phong đi. Đó là hắn Luân Hồi Thiên Quốc, đại biểu Hồng Mông Nguyên Thuật Chí Cao. Ở đó Luân Hồi Thiên Quốc trên, có vô số luân hồi tín đổ ngâm sướng. Thanh thế thật lớn. Mà ở trên trời nước bầu trời, chính là một cái khoáng đạt sáng chói Hồng Mông Tinh Không, có cổ xưa hồng hoang hơi thở. Luân hồi thiên quốc thì như thế nào? Chẳng lẽ ngươi có thể chống đỡ mệnh vận cân nhắc quyết định? Huyền Cơ Nguyệt hừ lạnh một tiếng, nhưng là nhìn hờ hững, hoàn toàn không đem Diệp Thần đặt ở bên trong mắt. Mặc dù luân hồi thiên quốc rất cường hãn, nàng đơn độc đối mặt nói, cũng là vô cùng khó giải quyết. Nhưng hiện tại, nàng cắn nuốt tài quyết chi chủ máu tươi, ngang hàng là cùng tài quyết chi chủ liên thủ. Mệnh vận cân nhắc quyết định, mạnh mẽ kết hợp, thậm chí có thể trấn áp luân hồi. Huyền Cơ Nguyệt đông tuyết thánh đường thế giới, hung hăng đánh xuống đi xuống, trực tiếp đem vậy vạn kiếm đại trận nghiền nát, vô số kiếm khí tán loạn. Huyết Ngưng Thiên bị cắn trả, tại chỗ hộc máu, mặt đẹp trắng bệch, suy sụp trên đất. Mà phá hư kiếm trận sau đó, Huyền Cơ Nguyệt đông tuyết thánh đường thế giới, trực tiếp cùng Diệp Thần luân hồi thiên quốc, hung hăng đụng vào nhau.
hai cái đại thế giới va chạm, giống như hai cái vũ trụ đụng, ngay tức thì trên không trung đưa tới kịch liệt nổ, ùng ùng vang dội, ngàn vạn nặng thời không vào giờ khắc này bị chấn bể, vô số quy luật sụp đổ, tựa như cả thiên đạo đều phải phai mờ. Trần Vũ Kính và Huyết Ngưng Thiên, ngơ ngác nhìn vậy va chạm một màn. Đây là luân hồi thiên uy, cùng mệnh vận cân nhắc quyết định va chạm. Cái này va chạm, nhưng là ngay trước mắt, phân ra được thắng bại. Phốc xích. Diệp Thần há mồm hộc máu, tại chỗ rơi xuống, sắc mặt trắng xám, trong mắt mất đi thần thái, được nghiêm trọng đánh vào trọng thương, một hơi cơ hồ không thở nổi, thiếu chút nữa bất ngờ chết rồi. Hắn luân hồi thiên quốc, cơ hồ là bị dễ như bỡn vậy, lập tức bị Huyền Cơ Nguyệt thế giới đụng nát. Hắn luân hồi huyết mạch, cuối cùng còn không khôi phục lại trạng thái tột cùng, đối mặt Huyền Cơ Nguyệt cùng tài quyết chi chủ, hai lớn siêu cấp cường giả công kích, hắn cuối cùng là thất bại. Ha ha ha, đường cánh tay ngăn cản xe, luân hồi chi chủ, người ngày hôm nay chết chắc. Huyền Cơ Nguyệt ngửa mặt lên trời cười to, tóc xanh tung bay, lộ vẻ được hăm hở. Ở va chạm phát sinh ngay tức thì, nàng vậy được một chút chấn động, nhưng thật may sau lưng có tài quyết chi chủ trợ lực, nàng cũng không có bị thương, trực tiếp nghiền nát Diệp Thần Thiên Đường thế giới, lấy được thắng lợi cuối cùng. Nữ hoàng uy vũ. Trần Vũ Kính thấy vậy, lộ ra vô cùng kích động, vô cùng thần sắc mừng rỡ, không nghĩ tới nhanh như vậy quyết định thắng bại. Nghĩ đến có thể giết chết luân hồi chi chủ, lập được thiên công lao lớn, hắn thân thể nhẫn không ngừng run rẩy, khó che giấu hưng phấn. Huyền Cơ Nguyệt hừ nhẹ một tiếng, phi hàng đi xuống, cầm kiếm giết hướng Diệp Thần, chuẩn bị dành cho Diệp Thần một kích tối hậu. Diệp Thần. Huyết Ngưng Thiên tê tâm liệt phế kêu to, nhưng đã không có sức ngăn cản. Mà Trần Vũ Kính, trong tròng mắt mang vẻ tham lam, nhanh chóng hướng Huyết Ngưng Thiên chạy đi. Huyết Ngưng Thiên đã đột phá đến trăm gia cảnh nhất tầng thiên, thật sự là một cái nghịch thiên vậy lò, nếu như bắt trở về thải bổ mà nói, vậy thì thật là thiên đại lợi nhuận, có vô thượng chỗ tốt. Diệp Thần thân thể xem một bãi bùn nát, đã không cách nào dẫy dụa nữa một tí. Ở nơi này tuyệt vọng giây phút, Diệp Thần nghe được luân hồi mộ địa bên trong, truyền ra cười lạnh một tiếng. Thằng nhóc, cuối cùng vẫn là phải ta ra tay, ngươi lại thiếu ta một phần lớn nhân quả. Hoàng lão thanh âm, truyền tới Diệp Thần trong lỗ tai. Diệp Thần cười khổ một tí, nhưng là không lời chống đỡ. Thôi, ngươi cùng Huyền Cơ Nguyệt đánh nhau quá lâu, ngày hôm nay chấm dứt tánh mạng của nàng đi. Hoàng lão thanh âm lạnh lùng, mang thế gian cấm kỵ sát phạt đại khí phách, linh khí bơm vào đến Diệp Thần trên mình. Diệp Thần lấy được Hoàng lão mượn lực, mới vừa vẫn là người nào chết hình dáng, nhưng lập tức khôi phục tinh thần, đổi được long tinh hổ mãnh, trong mắt toát ra trước đó chưa từng có mũi nhọn. Hoàng lão rất ý tứ đơn giản, ngày hôm nay thì phải chu diệt mệnh vận, kết thúc hết thảy. Ừ, Huyền Cơ Nguyệt vốn định một kiếm giết chết Diệp Thần, nhưng kiếm đến nửa đường, nhưng bỗng nhiên cảm thấy Diệp Thần hơi thở, lập tức bạo tăng, hơn nữa còn tràn ra hồng hoang cổ xưa khí tức đáng sợ, tựa như biến thành người khác vậy. Không tốt, Huyền Cơ Nguyệt chợt cảm thấy không ổn, rút người ra bay ngược. Rắc rắc, Diệp Thần ánh mắt sắc bén, đột nhiên đứng dậy, bàn chân đạp một cái, mặt đất cũng đang rung động, trực tiếp rạn nứt. Lấy được Hoàng lão trợ lực, hắn hoàn toàn lột xác. Huyền Cơ Nguyệt, cho ta chết, nhỏ trọng lâu trưởng. Diệp Thần hung hăng một trưởng cuồng chụp ra, mượn Hoàng lão lực lượng, một trưởng này uy thế, đơn giản là long trời lở đất, trưởng phong vô cùng cương mãnh, bốn phía có từng ngọn trọng lâu khí tượng nổi lên, trời đất phảng phất biến thành một cái trọng lâu thế giới, mà Diệp Thần liền là tuyệt đối nắm giữ. Huyền Cơ Nguyệt sớm phát giác không ổn, trong lòng có phòng bị, nhưng Diệp Thần một trưởng này quá hung mãnh. Nàng vô luận như thế nào phòng bị, cũng là tuyệt đối tử vong, căn bản không cách nào ngăn cản. Đáng chết, đây là cái gì hơi thở? Huyền Cơ Nguyệt thần sắc đại biến, vậy đoán được Diệp Thần trong cơ thể, tồn tại cái gì đáng sợ đại năng, vậy đại năng thần uy, liền nàng cũng không cách nào ngăn cản. Mắt gặp Huyền Cơ Nguyệt sẽ bị một trưởng giết chết, nguy cấp bên trong, nàng đầu ngón tay cách không một chảo, lại đem Trần Vũ Kính bắt tới đây. Trần Vũ Kính thấy Diệp Thần đột nhiên quật khởi. Chính là mờ mịt đờ đẫn để gặp, căn bản không nghĩ tới Huyền Cơ Nguyệt sẽ cầm hắn tới làm bia đỡ đạn. Ai yêu, Huyền Cơ Nguyệt, ngươi. Mắt gặp Diệp Thần một trường quay chụp, Trần Vũ Kính hoảng hốt, la thất thanh. Nhưng lúc này, đã không người có thể cứu vãn hắn. Phịch, Diệp Thần hung hăng một trường, đánh vào Trần Vũ Kính trên mình.
người sau thân thể, trên không nổ tung, hóa thành mưa máu, thân xác thần hồn câu diệt. Phốc xích, hậu phương Huyền Cơ Nguyệt, bị trưởng lực chấn động, cũng không khỏi hộc máu, bị thương nặng. Diệp Thần đạt được Hoang Lão trợ lực, uy thế quá đáng sợ, coi như Trần Vũ Kính nhận chịu phần lớn trưởng lực, còn dư lại một phần nhỏ, vậy trực tiếp để cho nàng trọng thương. Thật may, mượn Trần Vũ Kính ngăn cản, Huyền Cơ Nguyệt cuối cùng giữ được tánh mạng, vội vàng biến dạng hư không, chật vật chạy thục mạng. Đáng tiếc, hay là để cho nàng chạy. Hoàng lão thấy Huyền Cơ Nguyệt chạy khỏi, ha ha cười một tiếng. Xem ra, muốn tru diệt mệnh vận, vẫn là phải dựa vào thực lực của chính ngươi, ta không giúp được ngươi. Hoàng lão đem tự thân lực lượng, thu hồi lại. Diệp Thần thật giống như quả cầu ra xì hơi, lập tức ngã nhào trên đất. Diệp Thần. Huyết Ngưng Thiên lật đật chạy tới, đỡ dậy Diệp Thần, nhẹ nhàng ôm lấy hắn, lần nữa hôn lên đi, đem một hơi chân khí độ đi qua. Chính nàng vậy bị thương, nhưng bận tâm Diệp Thần, cũng không để ý tự thân yếu ớt, lại đem chân khí vượt qua đi. Diệp Thần đạt được nàng linh khí bồi bổ, khôi phục một chút tinh thần. Huyết Ngưng Thiên lại lấy ra hai viên chữa thương đan dược, mình ăn vào một viên, cho Diệp Thần vậy ăn vào một viên. Diệp Thần thương thế lần nữa chuyển biến tốt, chậm rãi ngồi dậy, khẽ mỉm cười, nói, máu cô nương, cảm ơn ngươi. Ngay lúc nói chuyện, Diệp Thần thả ra bát quái thiên đan thuật, chữa trị mình cùng Huyết Ngưng Thiên. Huyết Ngưng Thiên vành mắt một đỏ, ôm Diệp Thần. Diệp Thần nhẹ vỗ nhẹ nàng sau lưng, nói, không sao. Đại chiến hạ màn, sóng gió lắng xuống. Diệp Thần mượn Hoang Lão lực lượng, giết chết Trần Vũ Kính, trọng thương Huyền Cơ Nguyệt, lấy được thắng lợi cuối cùng. Nhưng, hắn lại thiếu Hoang Lão một phần lớn nhân quả. Ngày hôm nay nếu như không có Hoang Lão mà nói, hắn rất có thể đã chết. Huyền Cơ Nguyệt cùng Tài Quyết Chi Chủ liên thủ, chân thực quá mức cường hãn, lấy Diệp Thần thực lực trước mắt, rõ ràng vẫn không thể đối kháng. Hiện tại sóng gió lắng xuống, Diệp Thần cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm. Tiếp theo, địa tâm vực hẳn có thể yên lặng một đoạn thời gian, Huyền Cơ Nguyệt trọng thương, Tài Quyết Chi Chủ yếu ớt, bọn họ hai cái trong thời gian ngắn, đều không cách nào lại gây sóng gió. Mạc Hàn Hy, Lâm Thiên Tiêu, Hồng Hân cùng ba tộc người, vậy có đầy đủ thời gian, nghỉ ngơi lấy sức, tích góp lực lượng, là cuối cùng quyết chiến làm chuẩn bị. Địa tâm vực nhân quả, ngắn ngủi giải quyết, Diệp Thần nhưng là muốn trở lại ngoại giới. Bởi vì, hắn cùng Kỳ Tư Thanh, còn có nối lại tiền duyên ước định. Nghĩ đến Kỳ Tư Thanh ôn hòa, Diệp Thần không khỏi trong lòng nóng rực, hận không được lập tức trở về đi, cùng Kỳ Tư Thanh cùng tháp cộng ngủ. Mà Huyết Long ăn long cốt đan, muốn đến vậy khôi phục, Diệp Thần muốn trở về xem. Huyết Ngưng Thiên tựa hồ vậy nhìn thấu Diệp Thần tâm ý, ngước mắt yên lặng nhìn hắn, nói, ngươi phải đi về sao? Diệp Thần thấy ánh mắt nàng bên trong, mang theo không thôi, hơi mỉm cười nói, qua mấy ngày trở về nữa, ta sợ ngươi xảy ra chuyện. Huyết Ngưng Thiên lấy thần hồn là tế, chém ra 72, cưỡng ép đột phá đến trăm gia cảnh nhất tầng thiên. Hơn nữa trận chiến này lại bị thương, Diệp Thần chỉ sợ nàng xảy ra chuyện, cho nên dự định lưu lại nữa mấy ngày, xem xét tình huống. Hơn nữa, giết chết Trần Vũ Kính, đối phương máu tươi, cũng là cực tốt vật liệu luyện khí, có thể rèn luyện Hoang Ma Thiên Kiếm. Diệp Thần dự định đem Hoang Ma Thiên Kiếm, rèn luyện đến trạng thái tột cùng, lại trở lại ngoại giới. Huyết Ngưng Thiên nghe được Diệp Thần muốn lưu lại mấy ngày, vô cùng tự nhiên cao hứng. Lập tức Diệp Thần thu thập Trần Vũ Kính tản mạn khắp nơi máu tươi hơi thở, ngưng tụ thành một viên giọt máu, cùng Huyết Ngưng Thiên kết bạn trở lại Kiếm Thế Trần chỗ sâu. Ở Kiếm Thế Trần chỗ sâu, có mấy gian đơn sơ phong cách cổ xưa nhà, Diệp Thần liền cùng Huyết Ngưng Thiên cư ngụ ở nơi này. Diệp Thần hướng Lưu Ly Bảo Địa, phát đi một đạo phi kiếm truyền thư, nói rõ ràng hôm nay chiến sự, còn có sóng gió tạm thời lắng xuống kết cục, cùng với hắn sắp phải rời khỏi địa tâm vực sự việc. Rời đi địa tâm vực, cần đi hằng cổ cửa, mà mở ra hằng cổ cửa, vậy mà nói, phải dùng thần thụ phù chiếu thành tựu chìa khóa. Nhưng hằng cổ cửa, Diệp Thần đã đi qua một lần, quen thuộc phương pháp kết cấu, hắn có ba cây thiên kiếm nơi tay, coi như không có thần thụ phù chiếu, dùng thiên kiếm cứng rắn xông lên mà nói, vậy có nắm chắc giải khai hằng cổ cửa. Diệp Thần chấn định tâm thần, gọi ra bát quái lò luyện đan, lấy ra Hoang Ma thiên kiếm, đặt vào lò luyện đan bên trong. Sau đó sẽ đem Trần Vũ Kính giọt máu, vậy ném vào. Bát quái lò luyện đan trừ luyện đan ra,
cũng có thể luyện khí, dẫu sao nguyên là tương thông, luyện đan luyện khí xuất từ đồng nguyên. Minh tự quyết, thất tinh thối hỏa đạo. Diệp Thần trong lòng động một cái, liền thi triển ra binh tự quyết nhúng binh pháp, đem Trần Vũ Kính giọt máu, hoàn toàn phân giải hòa tan hết, rèn luyện tiến vào hoang ma thiên kiếm bên trong. Ngoài ra, Diệp Thần còn điều động không thiếu hoàng tuyển thánh thủy, còn có đan thiên hồ sau cùng tử vi linh thủy, vậy toàn bộ bơm vào đi vào. Những thứ này vật liệu, ở Diệp Thần binh tự quyết hòa tan hạ, phát huy ra 120% năng lượng, không ngừng bị hoang ma thiên kiếm hấp thu. Đúng cầm hoang ma thiên kiếm, ở binh tự quyết rèn luyện bên ngoài, ông tác hưởng, ma khí bộc phát đậm đà, mũi nhọn càng ngày càng ác liệt, dần dần hướng thiên kiếm đỉnh cấp bước vào. Như vậy qua 3 ngày, bát quái lò luyện đan phịch đích một tiếng, hoàn toàn bể tan tành. Ma khí ngất trời, hoang ma thiên kiếm mang cuồn cuộn ma hy, giết tới chân trời, toát ra vô cùng sáng chói ánh sáng màu đen, cực kỳ nhức mắt kiếm mang, ngang dọc càn khôn khắp nơi, lưu vân đều bị xé nát. Chín tầng trời trên bầu trời hiện ra từng đạo cổ xưa ma thần bóng người, hướng hoang ma thiên kiếm quỷ bái, phơi bày ra vô cùng huy hoàng thở mạnh voi. Rốt cuộc thành công viên mãn. Diệp Thần mừng rỡ không thôi, bàn tay một chiêu, hoang ma thiên kiếm trở lại trong tay hắn. Hắn huy động thiên kiếm, chỉ cảm thấy kiếm khí không câu nệ như ý, ma hy dày đặc, mũi nhọn ác liệt đến trình độ cao nhất. Cái này hoang ma thiên kiếm, hơi thở rốt cuộc đạt tới đại viên mãn. Sau này không cần lại nuôi. Từ đạt được hoang ma kiếm loại bắt đầu, một đường bồi dưỡng, đống vô số tài nguyên, vô số thiên tài địa bảo, thanh kiếm này, cuối cùng là thành tăng đến đỉnh cấp. Diệp Thần nội tâm bên trong, tràn đầy vui sướng, thỏa mãn ý. Hiện tại hắn trên đầu 3 cây thiên kiếm, Long Uyên thiên kiếm cùng hoang ma thiên kiếm, đều là đỉnh cấp viên mãn trạng thái, còn thiếu tai nan thiên kiếm, không tới viên mãn. Tai nan thiên kiếm tương đối đặc thù. Cần cùng Lý Phi Tuyết kết hợp, tài năng phát huy ra nhất cực hạn uy lực. 2 cây thiên kiếm viên mãn, Diệp Thần đã là vô cùng hài lòng, sau này chỉ cần hắn thực lực cường đại, là có thể tiến một bước phát huy ra thiên kiếm uy lực, không cần lại là nuôi kiếm tận lực bôn ba. Diệp Thần, chúc mừng ngươi. Huyết Ngưng Thiên thấy hoang ma thiên kiếm viên mãn, cũng là mang nụ cười, đi ra hướng Diệp Thần chúc mừng. Đi qua 3 ngày nghỉ ngơi, Huyết Ngưng Thiên đã không có gì đáng ngại. Nàng bị tổn thương hồn phách, đang dần dần khôi phục, có kiếm thế trần đất phong thủy khí vận bảo vệ, nàng sẽ không lại có nguy hiểm gì. Máu cô nương, người không sao chứ? Cho ta xem người thân thể. Diệp Thần thiếu liền cười một tiếng, kéo Huyết Ngưng Thiên cổ tay, cầm liền đem nàng mạch đập. Huyết Ngưng Thiên âm mạch voi rất bằng ổn, thân xác hồn phách đều là không việc gì. Diệp Thần hài lòng gật đầu một cái, nói, rất tốt, ngươi chỉ phải tiếp tục điều dưỡng một đoạn thời gian. Rất nhanh liền khôi phục như lúc ban đầu. Huyết Ngưng Thiên nói, ừ, cái này 3 ngày đa tạ ngươi chăm sóc, ngươi. Ngươi hiện tại phải đi sao? Diệp Thần gật gật đầu nói, bên ngoài còn có người chờ ta. Nghĩ đến Kỳ Tư Thanh bóng người, Diệp Thần bên trong lòng không khỏi nhiệt huyết sôi trào. Huyết Ngưng Thiên cũng là thích trong lòng cười một tiếng, ngược lại không có quá mức quyến luyến, nói, vậy chúng ta sau này, còn có tạm biệt cơ hội sao? Diệp Thần Tiếu nói, nhất định có. Huyết Ngưng Thiên nói, tốt lắm, chúc ngươi một đường thuận gió, hy vọng chúng ta sau này còn có thể lần nữa gặp nhau. Diệp Thần nói, nhất định. Lập tức chắp tay, cáo từ. Nhưng ngay khi Diệp Thần rời đi sau đó, vậy 3 chuôi kiếm thế trần đất tướng đế hậu 3 kiếm nhưng là lay động kịch liệt đứng lên. Trong bóng tối tựa như mở ra 3 cặp mắt. Huyết Ngưng Thiên mơ hồ cảm giác được cái gì, chợt xoay người, hướng 3 thanh kiếm nhìn. Nhưng mà vậy 3 cặp mắt biến mất. Vậy khí tức quỷ dị cũng đã biến mất. Tựa như hết thảy chưa từng tồn tại qua. Huyết Ngưng Thiên trong lòng có chút bất an, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ cái này 3 thanh kiếm gần đây sắp có dị biến. Diệp Thần tự nhiên không biết kiếm thế trần đất sự việc, lúc rời liền kiếm thế trần sau đó, Diệp Thần lập tức bay đi hằng cổ cửa, chuẩn bị cưỡng ép phá cửa rời đi. Tới đến hằng cổ cửa thời điểm, Diệp Thần nhưng thấy được một đạo quen thuộc bóng người. Trôi lơ lửng ở trên trời bên trong, yên tĩnh chờ đợi hắn. Thân ảnh này, lại là Nhâm Phi Phàm. Nhâm tiền bối. Diệp Thần trợn to hai mắt, còn lấy là nhìn lầm rồi, cẩn thận vừa thấy, đích xác là Nhâm Phi Phàm không sai, đối phương khí độ như cũ tự nhiên như trước. Vẫn khỏe chứ? Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, hướng Diệp Thần nói. Nhâm tiền bối,
Ngươi làm sao tới? Diệp Thần kinh nghi bất định. Nhâm Phi Phàm nghiêm mặt một cái, nói ta thấy Huyền Cơ Nguyệt bước vào địa tâm vực, lo lắng có biến cố, cho nên vậy đi theo tới đây, nhưng xem ra không cần ta ra tay, vị kia thế gian cấm kỵ, đã vì ngươi giải quyết hết thảy. Lúc đầu Huyền Cơ Nguyệt bước vào địa tâm vực sự việc, Nhâm Phi Phàm cũng có cảm giác, liền lặng lẽ hạ xuống, một mực che giấu ở trong bóng tối, yên lặng chú ý thế cục. Hắn là Diệp Thần hộ đạo người, tự nhiên sẽ không nhìn Diệp Thần xảy ra chuyện. Nếu như Diệp Thần thật sự có nguy hiểm tánh mạng, hắn sẽ xuất thủ bảo vệ. Chỉ bất quá, trước đây ở kiếm thế trần đất trong chiến đấu, Hoàng lão cuối cùng ra tay cứu vãn Diệp Thần, ngược lại không cần hắn bảo vệ. Thì ra là như vậy. Diệp Thần âm thầm thở phào nhẹ nhõm, xem ra sau lưng có Nhâm Phi Phàm bảo vệ, mình cũng không cần quá mức lo lắng, hắn sẽ không dễ dàng chết. Đi thôi, chúng ta hồi Thiên Nhân vực, ta mang ngươi đi gặp Hồng Thiên Kinh. Nhâm Phi Phàm vung tay lên, mở ra hằng cổ cửa, sải bước đạp đi vào. Gặp Hồng Thiên Kinh. Diệp Thần nghe lời nói này, nhất thời thất kinh, đi theo Nhâm Phi Phàm đi vào. Ban đầu lần đầu tiên rời đi địa tâm vực thời điểm, Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm cũng là đi hằng cổ cửa. Nhâm Phi Phàm đã sớm quen thuộc hằng cổ cửa cấu tạo, cho nên tiện tay phá cửa, dễ như trở bàn tay, căn bản không cần gì thần thụ phù chiếu, vậy không cần mượn dùng thiên kiếm lực lượng, tiện tay một trường đủ rồi. Hai người dọc theo hằng cổ cửa, nhanh chóng trở lại Thiên Nhân vực. Diệp Thần nội tâm bên trong, nhưng là tràn đầy kinh ngạc rung động. Bởi vì, Nhâm Phi Phàm mới vừa nói, muốn mang hắn đi gặp Hồng Thiên Kinh. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói, không sai, là thời điểm mang ngươi đi gặp Hồng Thiên Kinh, cảm thụ một chút giữa hai bên thực lực sai biệt, đối với ngươi đạo tâm cũng có tăng thêm. Diệp Thần trong bụng chấn động, không nghĩ tới Nhâm Phi Phàm lại có thể sẽ làm ra cái quyết định này, hắn trước kia từ một ít cổ xưa khí tượng bên trong, gặp qua Hồng Thiên Kinh hình dáng, nhưng còn không có gặp qua chân nhân. Hồng Thiên Kinh người này, là Hồng gia tuyệt đại thiên tài, ngày xưa từ địa tâm vực phi thăng, là vạn cổ hiếm thấy kỳ tài, nếu như không phải là bởi vì Thái Thượng Thiên Nữ mũi nhọn quá thịnh mà nói, hắn có lẽ sẽ là Thái Thượng thế giới sáng chói nhất ngôi sao mới. Hôm nay Hồng Thiên Kinh, bởi vì thua ở Thái Thượng Thiên Nữ dưới quyền, bị trấn áp phong ấn ở liền Thiên Nhân vực, trước đây Long Uyên Thiên Kiếm tranh đoạt chiến, Yên Tịch Kiếm Linh đoạt kiếm thất bại, đưa đến Hồng Thiên Kinh mất đi trước thời hạn phá vỡ phong ấn hy vọng. Bất quá, Hồng Thiên Kinh phong ấn, theo thời gian trôi qua, bản thân liền đang không ngừng giãn ra, chỉ sợ trong vòng một năm, hắn thì phải hoàn toàn thoát khốn ra. Một khi Hồng Thiên Kinh thoát khốn, vậy sợ rằng là Diệp Thần ngày tận thế. Hiện tại, Nhâm Phi Phàm muốn mang Diệp Thần, đi gặp Hồng Thiên Kinh, cũng là nhất trung quyết chiến làm chuẩn bị. Trước thời hạn cảm thụ một tí Hồng Thiên Kinh thực lực, có cái chuẩn bị tâm tư cũng tốt, miễn được đến lúc đó cùng Hồng Thiên Kinh thoát khốn. Diệp Thần bất ngờ không kịp đề phòng, sợ là sẽ ảnh hưởng đến đạo tâm ý chí. Diệp Thần nghĩ đến sắp muốn trực diện Hồng Thiên Kinh, tim không khỏi đập bịch bịch. Hồng Thiên Kinh nhưng mà vạn khư trưởng lão, địa vị vô cùng cao quý, sau lưng có Vũ Hoàng cổ đế chống đỡ, thực lực tuyệt đối không đơn giản. Không biết Hồng Thiên Kinh, có hay không học biết Phạm Thiên Thần Công? Diệp Thần trong lòng lặng yên suy nghĩ. Phạm Thiên Thần Công, Lâm Binh đấu giả đều là trận liệt đi tới trước, 9 cái tự quyết, mỗi một quyết đều có nghịch thiên thần uy, xem Diệp Thần luyện thành binh tự quyết, cơ hồ là nghịch thiên lột xác, giết nửa bước trăm gia cảnh cao thủ, liền cùng nghiền chết con kiến hôi như vậy, có thể tưởng tượng được cửu thiên thần thuật có cường hãn dường nào. Hiện tại Diệp Thần lo lắng, chính là Hồng Thiên Kinh vậy nắm giữ cửu thiên thần thuật, vậy thì phiền toái. Phải biết, Hồng Thiên Kinh cũng có thiên kiếm nơi tay, bàn về binh khí, không hề so Diệp Thần kém. Nếu như lại nắm giữ cửu thiên thần thuật, vậy Diệp Thần tình cảnh đem đổi được vô cùng nguy hiểm. Suy nghĩ muôn vàn tới giữa, Diệp Thần đi theo Nhâm Phi Phàm, ra hằng cổ cửa, lần nữa trở lại Thiên Nhân vực. Cùng ta tới. Nhâm Phi Phàm biến dạng hư không, trực tiếp mang Diệp Thần, đi Hồng Thiên Kinh đất phong ấn. Diệp Thần tim đập bịch bịch, đi theo Nhâm Phi Phàm, qua lại hư không, ngay chớp mắt, đi tới phong ấn Hồng Thiên Kinh địa phương, đó là một tòa thật to thiết trưởng đỉnh. Có phi long vậy thác nước đánh thẳng vào, giữa trời đất tràn ngập hơi nước ánh chiếu ánh mặt trời, biến ảo cầu vồng, sáng đẹp nguy nga. Vừa đến chỗ này, Diệp Thần mơ hồ tới giữa, đã bắt được một cổ vô cùng là mịt mờ, cực kỳ đáng sợ hơi thở, mang sống chết phép tắc mùi vị,
sống chết tới giữa có đại khủng bố, làm người ta rợn cả tóc gáy. Liên tưởng đến Hồng Thiên Kinh đã từng là chiến tích, một đầu ngón tay, tiêu diệt liền đời trước tâm ma đứng đầu chim yến trường ca, Diệp Thần lại là có chút ra đầu tê dại. Nhâm Phi Phàm, người tới làm chi? Chẳng lẽ người muốn giết ta? Nhâm Phi Phàm cùng Diệp Thần mới vừa hạ xuống không lâu, dưới đất chỗ sâu, liền truyền ra một đạo lạnh lùng uy nghiêm thanh âm già nua. Là Hồng Thiên Kinh thanh âm. Hồng Thiên Kinh phong ấn thời gian, một ngày phần lớn thời gian cũng đang ngủ say, nhưng Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm đến, hắn tự nhiên là có cảm ứng, trực tiếp tỉnh lại. Thời kỳ tột cùng Hồng Thiên Kinh, vô cùng tự nhiên khủng bố, là chân chánh thiên quân cường giả, nhưng 10.000 năm trước đánh một trận, hắn thua ở Thái Thượng Thiên Nữ dưới quyền, đạo thống cũng thiếu chút nữa bị đánh bể, tu vi hơi thở thật to suy yếu, đã không phải là Nhâm Phi Phàm địch thủ. Huống chi, hắn bị phong ấn, Nhâm Phi Phàm muốn giết hắn, hắn tuyệt đối không cách nào phản kháng. Dĩ nhiên, nếu như Nhâm Phi Phàm làm như vậy, hắn lập tức thì phải bại lộ, bị Vũ Hoàng Cổ Đế phong tỏa vị trí, tuyệt đối khó thoát khỏi cái chết. Nhâm Phi Phàm cười một tiếng, tự nhiên không có hứng thú cùng Hồng Thiên Kinh lấy mạng đổi mạng, nhàn nhạt nói, Hồng Thiên Kinh, ta tới xem ngươi mà thôi. Vừa nói, Nhâm Phi Phàm mang Diệp Thần, làm một cái độn pháp, trực tiếp chui xuống đất. Diệp Thần ai yêu một tiếng thét kinh hãi, nhưng phát hiện đã tới đến một nơi u ám địa quật bên trong. Đất này quật, phảng phất là hầm giam, nhốt hết thảy, có vô số cái to lớn xiềng xích, hiện đầy cấm chế phù văn, răng khắp nơi trước. Tầng tầng xiềng xích xen lẫn, trói buộc một cái đầu bù xù mặt dơ bẩn ông già, lão kia người tuy đầu bù xù mặt dơ bẩn, nhưng ánh mắt dị thường sắc bén tàn bạo, chỉ là một đôi mắt, lại phảng phất có thiên kiếm vậy mũi nhọn, làm người ta không dám nhìn thẳng. Hồng Thiên Kinh. Diệp Thần thấy cái này ông già, nhất thời trong lòng giật mình. Người này, tự nhiên chính là Hồng Thiên Kinh. Ở Hồng Thiên Kinh bên người, một đạo gầy gò bóng người hầu hạ trước, là Yên Tịch Kiếm Linh. Yên Tịch Kiếm Linh ánh mắt đục ngầu, vẻ mặt mang tiều tụy, nhìn về Diệp Thần ánh mắt bên trong, lại mang lửa giận. Trước đây Long Uyên Thiên Kiếm tranh đoạt chiến, hắn tiếc nuối thất bại, vô cùng tự nhiên thống hận Diệp Thần. Ồ, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi lại có thể tiến bộ được nhanh như vậy, thậm chí còn luyện thành binh tự quyết. Hồng Thiên Kinh đánh giá Diệp Thần, hơi lộ ra một vẻ kinh ngạc. Bởi vì, hắn phát hiện Diệp Thần hơi thở, vô cùng cường đại. Mặc dù từ ngoài mặt xem, Diệp Thần chỉ là còn thật cảnh tầng hai trời, nhưng chân thật sức chiến đấu, đủ để ngay tức thì trong nháy mắt giết nửa bước trăm gia cảnh cường giả. Bởi vì, Diệp Thần luyện thành cửu thiên thần thuật, sức chiến đấu là nghịch thiên vậy tiến bộ. Binh tự quyết vừa thi triển ra, đơn giản là nghiền nhân gian, hoành đè trần thế, dõi mắt toàn bộ trần thế, có thể cùng Diệp Thần địch nổi người, sợ rằng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Yên Tịch Kiếm Linh cảm nhận được Diệp Thần hơi thở, nội tâm cũng là chấn động kịch liệt, thậm chí sản sinh ra một chút sợ hãi. Bởi vì hắn phát hiện, Diệp Thần hơi thở, đích thực quá đáng sợ, nếu như chiến đấu, hắn trong vòng 3 chiêu, sẽ bị Diệp Thần giết chết, sẽ không có chút nào mạng sống có thể. Nghĩ lúc đó, hắn tu vi là hơn xa Diệp Thần, nhưng không nghĩ tới ngắn thời gian ngắn, Diệp Thần lại có thể phản siêu. Hiện tại Diệp Thần muốn giết Yên Tịch Kiếm Linh, so bóp chết một con kiến, sẽ không khó khăn đi nơi nào. Đây chính là cửu thiên thần thuật lợi hại. Nắm trong tay binh tự quyết sau đó, Diệp Thần chỉ có thể dùng vô địch hai chữ tới hình dạng. Cái này còn chỉ là phạm thiên thần công một chữ quyết, không tính là đỉnh cấp cửu thiên thần thuật. Cường hãn nhất cửu thiên thần thuật, đại thiên trọng lâu trưởng, núp ở Diệp Thần huyết mạch bên trong. Có thể tưởng tượng được, một khi luyện thành vậy đại thiên trọng lâu trưởng, Diệp Thần sẽ cường hãn đến mức nào? Diệp Thần nhìn Hồng Thiên Kinh, cẩn thận bắt Hồng Thiên Kinh hơi thở. Sau đó, Diệp Thần phát hiện, Hồng Thiên Kinh cùng Thái Thượng Thiên vai nữ một chiến, sau khi chiến bại, tu vi hoàn toàn rơi xuống, hiện tại đại khái là trăm gia cảnh trung kỳ, hoặc là hậu kỳ, tóm lại không phải trời quân cảnh giới. Mà ở tầng tầng cấm chế khóa phong ấn những ràng buộc hạ, Hồng Thiên Kinh thực lực, tối đa chỉ có thể phát huy trăm gia cảnh nhất tầng thiên. Không sai, ta luyện thành binh tự quyết, ngày hôm nay liền giết ngươi. Diệp Thần cắn răng, trong lòng thoáng qua vô số ý niệm, trong mắt đột nhiên toát ra ý định giết người, chỉ một cái xuyên qua, sử dụng binh tự quyết nghiền nghĩa sâu xa, cửu thiên phá toái đạo bạo giết ra, đâm thẳng Hồng Thiên Kinh ấn đường. Nhâm Phi Phàm không thể tùy tiện ra tay,
sợ bại lộ nhân quả, nhưng Diệp Thần tu vi chỉ có còn thật cảnh giai đoạn trước, hắn ra tay sẽ không bại lộ. Cho nên, Diệp Thần chỉ muốn trực tiếp giết chết Hồng Thiên Kinh, dù sao hiện tại Hồng Thiên Kinh bị phong ấn, thực lực giảm bớt nhiều, Diệp Thần rất có cơ hội thắng. Thấy Diệp Thần đột nhiên ra tay, Nhâm Phi Phàm và Yên Tịch Kiếm Linh đều thất kinh. Nhưng Hồng Thiên Kinh, nhưng là dửng dưng tự nhiên hình dáng, căn bản không sợ, cũng không có đánh lại ý. Suy, Diệp Thần chỉ một cái xuyên qua, ở đâm gần Hồng Thiên Kinh chán trước ba tấc chỗ, nhưng bỗng nhiên gặp phải một cổ đáng sợ cấm chế lực lượng ngăn trở. Vậy từng cái xiềng xích, toát ra đạo đạo kim quang phù văn, hình thành một tầng bình phong che chở, ngăn trở lại Diệp Thần. Diệp Thần cái này chỉ một cái, hàm chứa binh tự quyết cao nhất nghiền nghĩa sâu xa, chính là Thái Dương đều có thể xuyên qua, tinh khung đều có thể đâm phá, nhưng hết lần này tới lần khác không cách nào xuyên thủng tầng này nhàn nhạt bình phong che chở. Ngược lại, Diệp Thần ngón tay đâm đến vậy cấm chế bình phong che chở, tựa như đâm đến giống như tường đồng vách sắt, bị chấn động được đầu ngón tay phát đau, lui về sau hai bước. Hồng Thiên Kinh ha ha cười một tiếng, nói, Nhâm Thiên Nữ cấm chế, ngươi còn không tư cách phá vỡ, cấm chế này mặc dù những ràng buộc ta, nhưng đối với ta lại nói, cũng là một tầng bảo vệ, trừ Nhâm Phi Phàm tên biến thái này, bất kỳ người nào khác cũng không thể phá vỡ cấm chế, thương tổn tới ta. Diệp Thần lui thêm bước nữa, nhìn về Nhâm Phi Phàm. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, hiển nhiên vậy đồng ý tầng này cấm chế lợi hại. Cho dù là Diệp Thần toàn lực ra tay, cũng không thể phá hỏng cấm chế, giết chết Hồng Thiên Kinh. Bởi vì, cấm chế này là Thái Thượng Thiên Nữ bày, trong trần thế không người có thể phá hỏng. Hồng Thiên Kinh trong tròng mắt lóe lên hung quang, nói, Luân Hồi Chi Chủ, ngươi cũng không cần gấp ở tạm thời, ngươi muốn quyết chiến, chờ ta phá vỡ phong ấn liền có thể, đến lúc đó, ta sẽ giết chết ngươi, lại giết quang bên người ngươi tất cả người, ha ha ha, Nhâm Phi Phàm cũng không gánh nổi ngươi. Ta một khi phá cấm, ta sẽ liên lạc vạn khư, nếu như Nhâm Phi Phàm dám xuất hiện, tự nhiên có Vũ Hoàng Cổ Đế đối phó hắn, ngươi không trốn thoát được. Diệp Thần mặt liền biến sắc, một bên Nhâm Phi Phàm, cũng là hơi có vẻ ngưng trọng. Hiển nhiên, Hồng Thiên Kinh cái kế hoạch này, đích xác là khó giải quyết. Hắn nếu như phá cấm, hội thủ trước liên lạc vạn khư, nhìn chăm chú chặt Nhâm Phi Phàm. Chỉ cần hạn chế ở Nhâm Phi Phàm hành động, hắn liền có thể là tùy ý là, giết chết Diệp Thần, thậm chí là giết chết Diệp Thần bên người mọi người. Diệp Thần nắm quyền một cái, nói, miệng lưỡi tranh vô ích, ngươi khoảng cách thoát khốn, còn có một năm thời gian, mà đây một năm, ta thực lực sẽ vượt qua ngươi. Lại cho Diệp Thần một năm thời gian, hắn có lòng tin đột nhiên tăng mạnh, sau đó trưởng thành đến đủ để chống lại Hồng Thiên Kinh bước. Dẫu sao, hắn là đại khí vận người, chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian, hắn liền có thể trưởng thành. Cái này một năm, nếu là có thể thành công tu luyện Đại Thiên Trọng Lâu Trưởng, vậy Diệp Thần cũng không cần sợ Hồng Thiên Kinh. Ha ha, ngươi muốn vượt qua ta, đó là nói vớ vẩn, ngày hôm nay sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, ta chân chính thực lực. Hồng Thiên Kinh cười lạnh một tiếng, ngón tay đột nhiên lắc lư một tí. Chính là như thế nhẹ nhàng đung đưa, bốn phía không gian ngay tức thì sụp đổ, một cổ trong sinh tử lớn khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Diệp Thần đầu ông tác hưởng, tựa như lâm vào ảo giác bên trong. Ở nơi này ảo giác bên trong, Diệp Thần đặt mình vào ở vũ trụ mịt mờ trong tinh không, đột nhiên hư không bể tan tành, một đầu ngón tay, sâu nứt ra thương khung, từ trên trời hạ xuống, hung hăng hướng Diệp Thần nghiền ép đi. Diệp Thần ngay tức thì rợn cả tóc gáy, tựa như cảm thấy mình là một con kiến hôi, phải bị cái này đầu ngón tay nghiền chết. Đây là Hồng Thiên Kinh đầu ngón tay, năm đó hắn chính là như vậy, chỉ một cái xuyên qua hàng tỷ nặng hư không, giết chết đời trước tâm ma đứng đầu chim yến trường ca. Đây là, Cửu Thiên Thần Thuật, Liệt Tự Quyết. Diệp Thần thấy tay kia chỉ bên trên, còn quấn tầng tầng đạo pháp hơi thở, tầng tầng nguyên thuật chập chờn, ngay tức thì bắt được nhân quả. Hồng Thiên Kinh ngón này thần thông, lại cùng Diệp Thần binh tự quyết đồng nguyên, đều là xuất từ Đại Phạm Thiên 9 tầng chí tôn công. Diệp Thần đã suy diễn ra, đây là Phạm Thiên Thần Công 9 quyết bên trong Liệt Tự Quyết. Ở viễn cổ ngôn ngữ bên trong, liệt cùng nứt ra tương thông, cái này Liệt Tự Quyết, chính là vỡ vụn ý, có thể ung dung sâu nứt ra ngàn vạn nặng thời không, bể tan tành hết thảy quy luật. Năm đó Hồng Thiên Kinh, có thể ung dung phá vỡ trùng trùng không gian, chỉ một cái giết chết chim yến trường ca, chính là dựa vào Liệt Tự Quyết thần uy. Hiện tại,
hắn tuy ở phong ấn giây phút, nhưng như cũng có thực lực cường hãn, cái này một tí thi triển liệt tự quyết, lại là muốn sâu giết Diệp Thần. Hồng Thiên Kinh Nguyên thuật tu vi, cực kỳ thâm hậu, cái này liệt tự quyết, không biết tu luyện nhiều ít vạn năm, uy áp đặc biệt đáng sợ. Diệp Thần gặp hắn liệt tự quyết bao phủ, đại uy đè thêm thân, lại có thể không cách nào nhúc nhích, toàn thân khí cơ vậy bị phong tỏa, lại không thể trả đánh. Ngươi dám! Mắt xem Diệp Thần sẽ bị chỉ một cái nghiền chết, ngay tại lúc này, Nhâm Phi Phàm rút kiếm ra khỏi vỏ, hư không có huyết nguyệt ánh sáng lướt qua qua, Hồng Thiên Kinh ngón tay, tại chỗ bị chém nứt, máu tươi văng tung tóe. Diệp Thần cả người chấn động một cái, tự ảo giác bên trong đi ra ngoài, nhưng gặp Hồng Thiên Kinh ngón tay, xác thực như vậy bị chém nứt, máu tươi toát ra. Bất quá, Hồng Thiên Kinh thể chất cực kỳ cường hãn, gãy mất ngón tay, rất nhanh mọc ra, khôi phục nguyên trạng, liền vết sẹo đều không lưu lại. Ha ha, luân hồi chi chủ, người cửu thiên thần thuật tu vi, cùng ta so sánh, như thế nào? Hồng Thiên Kinh cười một tiếng, ở nơi này phiến đất phong ấn, hắn chiếm hết phong thủy địa lợi, mới vừa thiếu chút nữa thì có thể giết chết Diệp Thần. Bất quá, Hồng Thiên Kinh cũng biết, có Nhâm Phi Phàm ở bên cạnh, hắn tự nhiên không thể nào thuận lợi, chỉ là cấp cho Diệp Thần đánh phủ đầu ra oai mà thôi. Nếu như có thể ở Diệp Thần trong lòng, trồng kinh khủng hạt giống, sau này hắn thoát khốn, lại đi đối chiến Diệp Thần, vậy thì đơn giản nhiều. Diệp Thần thần sắc trầm xuống, tự nhiên biết rõ Hồng Thiên Kinh mưu đồ. Hắn đạo tâm cường hãn, đổ vậy sẽ không dễ dàng bị hù dọa, chỉ là Hồng Thiên Kinh tu vi, đúng là cao hơn hắn quá nhiều. Đặc biệt là cửu thiên thần thuật tu vi, hai người căn bản không ở một tầng thứ. Hồng Thiên Kinh cửu thiên thần thuật, có sống chết phép tắc đại khủng bố, có thể ung dung chế tạo ảo giác, ảnh hưởng người tinh thần, phong tỏa người khí cơ, áp chế người ý chí chiến đấu, đây là Diệp Thần không làm được. Giữa hai người nguyên thuật tu vi chênh lệch, thực sự quá lớn. Ngươi thật sự so ta cường hãn rất nhiều, nhưng ta người mang luân hồi huyết mạch, khí vận hơn xa tại ngươi, bàn cờ này cục, ta sẽ cười đến cuối cùng. Diệp Thần ánh mắt đông lại một cái, trong lòng biết chênh lệch, phản rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn cùng Hồng Thiên Kinh tới giữa, đúng là chênh lệch to lớn, nhưng cũng không phải là không thể đền bù. Còn có một năm thời gian, Diệp Thần tin tưởng theo dựa vào chính mình khí vận, tuyệt đối có thể thu hoạch được đầy đủ cơ duyên, cứ như vậy, thì có đối kháng Hồng Thiên Kinh tư cách. Hồng Thiên Kinh gặp không dọa được Diệp Thần, ngược lại là hơi có điểm bất ngờ, cho dù là năm đó chim yến trường ca, thấy được hắn thần thuật tu vi sau đó, đạo tâm cũng hỏng mất, không cách nào giữ. Đời trước tâm ma đứng đầu, nhìn như là bị Hồng Thiên Kinh chỉ một cái nghiền chết, nhưng trong thực tế, Hồng Thiên Kinh nghiền nát, chỉ là một cổ thi thể, chim yến trường ca ở thấy được cửu thiên thần thuật khủng bố sau đó, đạo tâm tan vỡ, đã nảy sinh ra tâm ma, là bị tâm ma của mình, sống sờ sờ cắn trả mà chết. Bất quá, Diệp Thần đạo tâm, so với chim yến trường ca lợi hại hơn, cũng không có bị Hồng Thiên Kinh hù được. Nhâm Phi Phàm nhìn Diệp Thần cương nghị vẻ mặt, cũng là hài lòng gật đầu một cái. Xem ra, hắn mang Diệp Thần tới trực diện Hồng Thiên Kinh, cái quyết định này không sai. Chí ít, Diệp Thần trước thời hạn biết được chênh lệch, trong lòng có chuẩn bị. Nếu như là cùng Hồng Thiên Kinh thoát khốn sau đó, hơn nữa thực lực đại tăng sau đó, Diệp Thần lại đột nhiên thấy được hắn cửu thiên thần thuật, chỉ sợ thật sẽ tan vỡ. Hồng Thiên Kinh xoay chuyển ánh mắt, tựa hồ đang mưu tính chút gì, đột nhiên cười nói, luân hồi chi chủ. Nếu như ngươi đạo tâm thật như thế cường hãn, không bằng đi âm đất nguyên xem, ta ở bên kia cho ngươi chuẩn bị một phần ngạc nhiên mừng rỡ, chỉ hy vọng vạn năm tháng, vậy kinh ngạc vui mừng lễ vật, không nên bị năm tháng bụi bậm che giấu cho thỏa đáng. Âm đất nguyên. Diệp Thần nghe được cái này bốn chữ, trong phảng phất bắt được một cổ vô cùng mãnh liệt nhân quả. Cái này nhân quả, lại tựa hồ cùng âm dương thần điện có liên quan. Chẳng lẽ nói, âm đất nguyên là âm dương thần điện trụ sở. Mà xem Hồng Thiên Kinh hình dáng, hắn tựa hồ đã đem cái này trụ sở hủy diệt. Ngươi làm những gì? Diệp Thần hơi có chút tức giận, nói. Hồng Thiên Kinh cười một tiếng, nói, ngươi đi xem cũng biết, ngươi muốn thành lập cái gì âm dương thần điện, chống lại vạn khư, đó là mộng tưởng hảo huyền, ngươi bất kỳ, coi như là thái thượng thiên nữ, còn có ngươi cái này cái gì Nhâm Phi Phàm, đều không cách nào cùng vạn khư chống lại. Vũ Hoàng cổ đế thực lực, không phải các ngươi có thể tưởng tượng. Đề cập đến Vũ Hoàng cổ đế thời điểm, Hồng Thiên Kinh giọng bên trong, không che giấu được sùng bái hâm mộ,
mặc dù hắn ghét Vũ Hoàng Cổ Đế khắc nghiệt tính cách, nhưng không thừa nhận cũng không được, Vũ Hoàng Cổ Đế là thái thượng thế giới người mạnh nhất, không người có thể địch. Liên Liên ngày xưa cựu Nhật chi chủ, cuối cùng cũng là bị Vũ Hoàng Cổ Đế giết chết. Vũ Hoàng Cổ Đế cường hãn, là thiên lý đều phải sợ hãi cường hãn, không chỉ là nhân gian vô địch, thái thượng cũng là vô địch, ở Hồng Thiên Kinh trong mắt, Diệp Thần Nhâm phi phàm cùng Vũ Hoàng Cổ Đế đối kháng, đó là tự tìm đường chết. Cái gì âm dương thần điện, muốn đối kháng vạn khư, tự nhiên cũng là mộng tưởng hảo huyền. Diệp Thần ngưng thần suy tư, trong ký ức, mơ mơ hồ hồ, tựa hồ có âm đất nguyên tồn tại, nhưng hắn trong chốc lát, không nhớ nổi. Kiếp trước huyết mạch, cuối cùng chưa có hoàn toàn khôi phục, có chút nồng cốt trí nhớ, Diệp Thần còn không hồi phục. Đi thôi. Nhâm phi phàm vỗ vỗ Diệp Thần đầu vai, tỏ ý rời đi. Diệp Thần nhẹ khẽ gật đầu, liền cùng Nhâm phi phàm đi ra ngoài. Hồng Thiên Kinh nhìn hai người rời đi bóng người, lạnh ngắt cười nói, các ngươi mưu toan đối kháng vạn khư, một ngày nào đó, các ngươi cũng sẽ chịu đựng tàn khốc nhất hành hạ, ở vô tận trong thống khổ chết đi. Diệp Thần nghe Hồng Thiên Kinh uy hiếp, ngược lại là chưa từng có hơn để ý. Hắn cùng vạn khư, nhất định là địch thủ của tử thù. Vô luận phương đó xa sút cũng phải chịu đựng đối phương tàn khốc nhất hành hạ. Ra đất phong ấn sau đó, Diệp Thần hướng Nhâm phi phàm hỏi, tiền bối, người biết âm đất nguyên vị trí. Diệp Thần trí nhớ quá mơ hồ, không nhớ nổi. Nhâm phi phàm ngưng mắt nhìn hắn, nói ta là biết, nhưng người tốt nhất tự suy nghĩ một chút, nếu như hồi phục trí nhớ này, đối với người huyết mạch hồi phục cũng có chỗ tốt. Diệp Thần nhướng mày một cái, nói, được rồi, ta thử một chút. Hắn thử nghiệm hồi phục bộ phận này trí nhớ, nhưng càng ngẫm nghĩ đi xuống, đầu càng đau, nhưng là từ đầu đến cuối không nhớ nổi, chỉ có một ít tàn toái trí nhớ mảnh vỡ. Không được, đáng tiếc ta nguyện vọng thiên tinh còn không khôi phục, nếu như có thể mượn nguyện vọng thiên tinh năng lượng, ta có lẽ có thể hồi phục trí nhớ này. Diệp Thần lắc đầu một cái, không có nếm thử nữa đi xuống. Hiện tại có âm đất nguyên điều này thiên cơ đầu mối, nếu như nguyện vọng thiên tinh khôi phục nói. Diệp Thần đổ là có thể truy tố đến bộ phận này trí nhớ. Nhưng vấn đề là, nguyện vọng thiên tinh còn không khôi phục, Diệp Thần đơn thuần không tưởng, nhưng không hiệu quả gì. Nhâm phi phàm nói, cũng được, vậy ta liền dẫn người đi âm đất nguyên, cùng ta tới. Vừa nói, Nhâm phi phàm ngự gió mà đi, cũng không có biến dạng hư không. Diệp Thần đi theo đi lên, hai người ở trên trời bay vút, như sao rơi đi phương xa bay đi. Nhâm phi phàm nói, kiếp trước luân hồi chi chủ nói cho ta biết, hắn sáng lập âm dương thần điện, có hai tòa đại bản doanh, tiên hữu người biết. Diệp Thần nói, vậy âm đất nguyên, chính là âm dương thần điện đại bản doanh. Nhâm phi phàm gật đầu một cái, nói, đúng vậy, âm dương thần điện phân tầng 3, người cũng biết, tầng thứ nhất không có đại bản doanh, bởi vì thế lực tương đối yếu, là thuộc về tùy thời có thể bỏ qua con cờ, thí dụ như Tề Vân Sách, Mẫn Lúc Càng. Mưa bụi tiên tôn các người, đều là đệ nhất trọng con cờ. Diệp Thần trong lòng chấn động một cái, âm dương thần điện phân tầng 3, một điểm này hắn tự nhiên biết, đầu óc bên trong hiện ra mưa bụi tiên tôn bóng người, nói, mưa bụi tiên tôn vậy là có thể bỏ qua con cờ sao? Nhâm phi phàm nói, đúng vậy, muốn thắng được cuối cùng ván cờ, cần thiết hy sinh không thể thiếu, thật may người chiến thắng nho tổ, vậy mưa bụi tiên tôn không có chết, coi như là nàng vận khí. Hôm nay mưa bụi tiên tôn còn sống, Diệp Thần cùng nho tổ ân oán đã hạ màn, nàng coi như là hoàn thành sứ mạng, có thể thối lui ra bàn cờ này cục, sau này sẽ không lại có nguy hiểm tánh mạng. Diệp Thần hơi cảm thấy vui vẻ yên tâm, nói, như vậy âm đất nguyên, chính là âm dương thần điện đệ nhị trọng đại bản doanh. Nhâm phi phàm gật đầu nói, không sai, âm đất nguyên, chính là đệ nhị trọng bản doanh, còn có một cái địa phương, kêu dương viêm biển, là đệ tam trọng bản doanh. Bất quá vậy dương viêm biển vô cùng là thần bí, ta cũng không biết ở nơi nào. Diệp Thần hơi có chút dự cảm bất tường, nói, vậy âm đất nguyên, nên sẽ không đã bị Hồng Thiên Kinh phá hủy chứ. Nghe trước đây Hồng Thiên Kinh lời nói, hắn nói cấp cho Diệp Thần một phần ngạc nhiên mừng rỡ, vậy muốn đến âm đất nguyên, chỉ sợ đã gặp bất trắc. Âm đất nguyên là âm dương thần điện đệ nhị trọng đại bản doanh, cái này đại bản doanh bị phá hủy, đối với Diệp Thần mà nói. Dĩ nhiên là một cái đả kích khổng lồ. Nhâm phi phàm cũng không có trực tiếp trả lời, nói ta mang ngươi lại xem nói sau. Vừa nói, Nhâm phi phàm tăng thêm tốc độ, đi về trước phương bay vút đi. Diệp Thần vội vàng đi theo lên,
một đường bay vút tới giữa, hai người rốt cuộc đã tới một khối bát ngát lớn bình nguyên. Cái này phiến lớn bình nguyên, vừa nhìn vô tận, trên đất tràn đầy cỏ xanh, nhưng cỏ xanh tới giữa, nhưng tràn ngập từng tia âm sát khí. Vậy âm sát khí, ùn ùn kéo đến, khắp nơi đều là, ở trong gió hu hu vang dội, hội tụ thành các loại âm sát linh thể, như âm hồn ác quỷ vậy, ở cỏ xanh trên bình nguyên bồng bềnh, tình cảnh khá là quỷ dị. Liên liên bầu trời ánh mặt trời, đều không cách nào chiếu sáng ở âm đất nguyên trên, bị một tầng đậm đà âm sát hơi thở ngăn cách rất. Liếc nhìn lại, ở âm đất nguyên, chỉ có thật mệt mỏi xương trắng, nhưng không nhìn thấy bất kỳ sinh linh, phơi bày ra hoang vu tĩnh mịch hơi thở. Thấy này cùng cảnh tượng, Diệp Thần mặt lộ vẻ ngưng trọng, phát hiện nơi đây quả nhiên có âm dương thần điện nhân quả. Cái này phiến âm đất nguyên, đích xác là âm dương thần điện tầng thứ hai đã từng là trụ sở, cũng đích xác là bị Hồng Thiên Kinh phá hủy. Chỉ là, hiện tại Diệp Thần cũng không biết, cái này đại bản doanh bên trong đã từng là đệ tử, có hay không chạy khỏi. Nhâm Phi Phàm nhướng mày một cái, nói, đi xuống xem. Lập tức Nhâm Phi Phàm cùng Diệp Thần cùng nhau, hạ xuống, ở âm đất nguyên thăm dò, hy vọng có thể tìm được đầu mối gì. Diệp Thần hỏi, Nhâm tiền bối, ngươi không biết nơi này trước kia sự tình phát sinh sao? Nhâm Phi Phàm lắc đầu một cái, nói ta lúc ấy đang tu luyện cửu thiên thần thuật, không thể thoát thân. Ngay lúc nói chuyện, Nhâm Phi Phàm một bên tìm, nhưng là phát hiện không thiếu âm dương thần điện cường giả hài cốt. Những hài cốt này, còn sót lại có một chút chôn vùi kiếm khí, hiển nhiên là Hồng Thiên Kinh bút tích. Năm đó, Hồng Thiên Kinh đã từng phá hoại nơi đây, cũng mượn Yên Tịch Thiên kiếm thần uy, giết chết không ít người. Diệp Thần nói, Nhâm tiền bối, vậy ngươi sau chuyện này chưa có tới nơi này sao? Nhâm Phi Phàm như cũ lắc đầu, nói ta sợ phá hoại nơi này nhân quả, cần chờ ngươi trưởng thành, ngươi là luân hồi chi chủ, chỉ có ngươi, mới là mảnh đất này chủ nhân. Diệp Thần trầm mặc xuống, nhìn trên bình nguyên thỉnh thoảng có thể thấy được hài cốt, gương mặt bộc phát ngưng trọng, năm đó Hồng Thiên Kinh hiển nhiên giết chết không ít người. Nhâm Phi Phàm thăm dò một phen, hơi đẩy một cái diễn, nhíu chặt chân mày buông, nói, vạn hạnh trong bất hạnh, Hồng Thiên Kinh mặc dù phá hủy nơi đây, một mực ở phá hoại luân hồi cục, nhưng thật may bị hắn giết chết, chỉ là một phần nhỏ, phần lớn người, đều đã chạy nạn đi ra ngoài. Nghe vậy, Diệp Thần một hồi ngạc nhiên mừng rỡ, nói có thật không? Nói cách khác, âm dương thần điện thứ cường giả tầng 2, phần lớn đã chạy khỏi. Nhâm Phi Phàm gật đầu một cái, nói, đúng vậy, ta hôm nay suy diễn, phát hiện phần lớn người, cũng trốn bỏ đi Hắc Ám Cấm Hải. Hắc Ám Cấm Hải. Diệp Thần nghe được cái này địa phương, nhất thời trong lòng rét một cái. Hắc Ám Cấm Hải, là vắt ngang ở vực ngoại thái thượng thế giới chỗ hiểm yếu, đó là cựu Nhật Minh trụ sở, là ma tổ vô thiên địa bàn. Âm dương thần điện cường giả, bỏ chạy Hắc Ám Cấm Hải, đích xác có thể né tránh vạn khư đuổi giết, dẫu sao, vạn khư thế lực lớn hơn nữa, cũng không cách nào đưa tay đưa đến ma tổ vô thiên địa bàn bên trong đi. Chỉ là, ẩn thân ở Hắc Ám Cấm Hải. Nếu như đắc tội ma tổ vô thiên mà nói, chỉ sợ cũng là một chàng phiền toái. Diệp Thần hỏi, Nhâm tiền bối, những cái kia chạy khỏi người, cụ thể là ở Hắc Ám Cấm Hải nơi nào? Nhâm Phi Phàm nói, vị trí cụ thể, ta cũng không biết, chỉ biết là ở Hắc Ám Cấm Hải, người sau này nếu là đi đến, tự nhiên có cảm ứng. Được rồi. Diệp Thần một hồi không biết làm sao, nhưng biết được phần lớn người chạy khỏi, hơn nữa đi Hắc Ám Cấm Hải. Không có bị Hồng Thiên Kinh xúc diệt, lòng hắn bên trong càng nhiều hơn chính là cao hứng. Sau này hắn tìm luân hồi thiên kiếm, sớm muộn phải đi Hắc Ám Cấm Hải một chuyến. Có lẽ đến lúc đó, liền có thể lần nữa chấp trưởng âm dương thần điện thế lực. Lại ở chỗ này tìm một chút đi. Nhâm Phi Phàm ánh mắt híp lại, liền tiếp tục ở âm đất nguyên trên, tìm có thể đầu mối. Diệp Thần im lặng, cũng là yên lặng tìm. Bên kia tựa hồ có cái tế đàn. Hai người lại dò tìm một hồi, Nhâm Phi Phàm trong mắt vừa chuyển, tựa hồ có phát hiện. Diệp Thần dọc theo Nhâm Phi Phàm ánh mắt nhìn sang, quả nhiên thấy được một tòa tàn phá tế đàn. Tế đàn kia bên trong, tựa hồ có một đạo phù văn, sáng tắt lóng lánh. Diệp Thần cùng Nhâm Phi Phàm lập tức tới ngay, nhưng phát hiện tế đàn trong góc, có khắc một đạo phù văn kia mang theo một chút thiên cơ hơi thở, tựa hồ là ngày xưa âm dương thần điện cường giả, lưu lại đầu mối. Quả nhiên có đầu mối. Diệp Thần ánh mắt sáng lên, giống như là phúc tới tâm linh vậy,
cắn bể đầu ngón tay, đem máu tươi lau ở phù văn kia trên. Vù vù. Nhất thời, phù văn toát ra ánh sáng, từng luồng cổ xưa nhân quả hơi thở truyền ra. Hỏi đỉnh, đạo lâm trần. Diệp thần bắt được cái này nhân quả hơi thở, trong mắt vừa chuyển, lập tức phá giải. Đạo bùa này văn, chính là ngày xưa âm đất nguyên, không bị giết hết cường giả, âm thầm lưu lại đầu mối. Vậy cường giả, tên là đạo lâm trần, hắn ẩn cư ở một cái kêu là hỏi đỉnh địa phương, đang đợi Diệp thần. Hắn tựa hồ có cực kỳ trọng yếu sứ mạng, cho nên không đi hắc ám cấm hải, bất chấp bị vạn khư giết chết nguy hiểm, cũng phải ở thiên nhân vực, chờ đợi Diệp thần quật khởi trở về. Là thiên võ ngọa long kinh, người nào có một trang thiên võ ngọa long trải qua kinh thư, chờ đợi ngươi đi thu lấy. Nhâm phi phàm cẩn thận bấm ngón tay suy diễn, dọc theo đạo bùa này văn, càng rõ ràng bắt được sau lưng nhân quả. Thiên võ ngọa long kinh. Diệp thần nghe nói như vậy, nhất thời kinh hãi. Thiên võ ngọa long kinh, có thể nói là thế gian thần bí nhất cổ pháp, trừ võ tổ ra, cho tới bây giờ không có ai gặp qua toàn cảnh. Nhâm phi phàm gật đầu một cái, nói thiên võ ngọa long kinh, bí tịch này không phải chuyện đùa, chúng ta đi nhanh xem. Hiện tại Diệp thần trên đầu, có một bài thiên võ ngọa long trải qua tổng cương, nhưng chỉ là tổng cương mà thôi, cụ thể trang sách, hắn liền một trang cũng không có. Lời đồn đãi cựu Nhật chi chủ bảo tàng bên trong có dấu trước một phần chia, hôm nay Diệp thần khoảng cách cựu Nhật chi chủ bảo tàng quá mức xa xôi. Lập tức Diệp thần cùng Nhâm phi phàm, phong tỏa thiên cơ, lập tức biến dạng hư không, đi hỏi đỉnh, tìm đạo lâm trần. Hạ một sát, hư không biến dạng. Diệp thần cùng Nhâm phi phàm hai người, đi tới một nơi hôn mê bầu trời bên trong. Cái này phiến bầu trời, nồng vân trùng trùng, trong tầng mây đứng sừng sững một tòa nguy nga đỉnh núi, ngọn núi kia trên hiện đầy tầng tầng bóng tối cấm chế, khá là nguy nga. Vách núi bên trên, còn có hai cái vàng chữ to màu vàng, kịch liệt lóe lên, là ỏi hai chữ. Hỏi, đạo vì vật gì, trung cực chi đạo, vậy là cái gì? Diệp thần thấy ỏi hai chữ. Ánh mắt một hồi hoảng hốt. Tu luyện trung cực, rốt cuộc là cái gì, là hư không, không không? Muốn đạt tới không không cảnh giới, lại cần gì? Nhâm phi phàm nhìn vậy hỏi hai chữ, cũng là hoảng hốt một tí, nói, đạo khả đạo, phi thường đạo, trung cực đại đạo bí ẩn, truyền thuyết núp ở thiên võ ngọa long kinh bên trong, nếu là có thể đạt được thiên võ ngọa long kinh, lại có thể tháo ra không không bí ẩn, thế nhưng cũng chỉ là truyền thuyết. Ngay lúc nói chuyện, Nhâm phi phàm thở dài một cái, bước vào hỏi trên đỉnh núi. Diệp thần cũng lớn bước đạp đi vào, trên ngọn núi các nơi cấm chế, một tầng tiếp một tầng. Hắn trực tiếp rút ra hoang ma thiên kiếm, một đường phá giết tới đi. Hoang ma thiên kiếm đạt đến mức tận cùng sau đó, mũi nhọn cực kỳ ác liệt, tan biến giống vậy cấm chế, giống như là xuyên qua một tấm giấy mỏng, dễ như trở bàn tay. Một đường đi tới trước. Diệp thần rất nhanh cùng Nhâm phi phàm, đi tới đỉnh núi. Đứng trên đỉnh núi, nhưng để một bộ quan tài. Vậy quan tài là gỗ mun đúc, in một cái điện chữ, âm phong dày đặc. Diệp thần một hồi ngạc nhiên, Nhâm phi phàm nhưng là bình tĩnh hình dáng, nói, người ở bên trong. Khách ầm ầm. Hắn vừa dứt lời xong, vậy quan tài liền chấn động kịch liệt đứng lên. Hạ một sát, một cái phủ đầy nếp nhăn, già nua tay, gỡ ra nắp quan tài. Chậm rãi bỏ ra. Đó là một cái già yếu tới cực điểm ông già, cơ hồ không thấy được một chút tức giận, nhăn nhúm ra sát xương cốt, hình dáng giống như khô lâu vậy, trong mắt cũng là vô cùng đục ngầu. Tôn chủ đại nhân, là ngươi sao? Lão kia người thấy được Diệp thần, ngẩn ngơ, ánh mắt mờ mịt, trong cổ họng phát ra khàn khàn như quỷ quái vậy giọng. Diệp thần trong lòng chấn động một cái, nói, là ta, tiền bối, ngươi chính là đạo lâm trần. Ta thấy được ngươi lưu lại đầu mối. Lão đầu kia nghe được Diệp thần thanh âm, thân thể kịch liệt lay động, trong mắt đục ngầu bên trong, chảy ra hai giọt nước mắt. Diệp thần thấy hắn tàn thân thể thon gầy, ở trong gió lay động, tựa hồ tùy thời muốn dã rời vậy, không khỏi có chút lo lắng, nói tiền bối, ngươi không có sao chứ. Hắn đi tới đạo lâm trần bên người, muốn rộng rãi trả lời đối phương hơi thở, nhưng phát hiện đối phương lại có thể liền một hơi người sống khí huyết cũng không có. Tựa như sớm đã là tử thi, chỉ là bởi vì một món chấp niệm, không có chết, mạnh treo một hơi, tựa hồ chính là vì chờ đợi Diệp thần đến. Tôn chủ, ta năm đó trúng hồng thiên kinh một kiếm, đã là hẳn phải chết người, ngươi không cần uổng phí khí lực cứu vãn ta.
Đạo Lâm Trần cười nhạt, tựa hồ đã sớm đã thấy ra. Chỉ là, ta có sứ mạng chưa xong, cho nên mạnh chống một hơi không chết. Ngay lúc nói chuyện, Đạo Lâm Trần xoay tay từ trong quan tài, mò ra một tờ giấy. Tờ giấy kia, chính xác mà nói, là một trang kinh thư, còn quấn từng cái xiềng xích vậy hắc ám cấm chế, phơi bày ra vô cùng nghiêm ngặt hơi thở. Đạo Lâm Trần bàn tay khô gầy, cầm vậy kinh thư, bàn tay đều bị hắc ám khí tức dính, giống như vờn quanh lên một tầng hắc phụ, khá là quỷ dị. Thiên Võ Ngọa Long Kinh. Diệp Thần thấy tờ kia kinh thư, con người nhất thời co rúm một cái, ngay tức thì bắt được nhân quả. Đó chính là Thiên Võ Ngọa Long trải qua một trang kinh thư. Đạo Lâm Trần nhẹ khẽ gật đầu, nói tôn chủ, năm đó người ủy thác chúng ta, điều tra tìm Thiên Võ Ngọa Long Kinh, ta trải qua muôn vàn khó khăn, rốt cuộc ở hắc ám cấm hải bên trong, tìm được một trang. Diệp Thần và Nhâm Phi Phàm nhìn nhau, đều cảm ngạc nhiên, không nghĩ tới trang này kinh thư, lại là ở hắc ám cấm hải bên trong tìm được. Đạo Lâm Trần ho khan kịch liệt hai tiếng, hiển nhiên mau không chịu nổi, hít sâu một hơi, đem kinh thư nhét vào Diệp Thần trong tay, nói. Tôn chủ, ta nhiệm vụ đã hoàn thành, trang này kinh thư ngươi thật tốt cầm, ta có thể an tâm đi. Vừa nói, Đạo Lâm Trần thích trong lòng cười một tiếng, tựa hồ rốt cuộc tháo ra tư tưởng. Tiền bối, đợi một chút, ta sẽ nghĩ biện pháp cứu ngươi. Diệp Thần bắt được Đạo Lâm Trần bàn tay, vội vàng nói. Đạo Lâm Trần cười một tiếng, nói, không cứu được, ta bị Hồng Thiên Kinh sát thương, khổ sanh vạn năm, đã là kỳ tích, làm sao có thể còn có cứu. Đúng rồi, tôn chủ, ta điều tra biết được, Thiên Võ Ngọa Long Kinh tổng cộng có 100 trang, trong đó 95 trang, đều bị Cựu Nhật Chi Chủ thu thập đi. Diệp Thần nói, Cựu Nhật Chi Chủ. Đạo Lâm Trần gật đầu một cái, nói, đúng vậy, Thiên Võ Ngọa Long Kinh, Cựu Nhật Chi Chủ còn thiếu 5 trang, không có thể thu thập hoàn thành, nếu như hắn có hoàn chỉnh kinh thư, Vũ Hoàng Cổ Đế không thể nào là địch thủ của hắn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 305.